A Di Đà Phật, kính bạch thầy, chồng con là liệt sĩ nhưng chưa tìm thấy mộ, con đã đăng ký nhập tháp cho chồng của con rồi ạ. Bạch thầy, vì chưa tìm thấy mộ thì bây giờ khi đặt vào tháp thì con nên đặt ảnh hay đặt bia đá trong tháp ạ? Cái trường hợp này thì ảnh cũng được mà bia đá cũng được. Cốt là ở gì? Ở cái tâm. Và quan trọng nhất là gì? Cầu nguyện chư tăng cũng như bản thân mình, và chư tăng gì? Cầu siêu độ cho vong linh của chồng mình là liệt sĩ đó sớm được gì? Sớm được vãng sinh hoặc sớm được thoát hóa đầu thai về cõi lành, cõi người, cõi trời. Các vị thấy trong các pháp hội, kể cả pháp hội Địa Tạng hay đặc biệt như pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm này, các vị thấy thầy có quên không? Có quên các vị không? Đầu tiên là hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta này, sau đến là các Phật tử đã quá vãng an trí nhục tân tại gì? Tại tháp gì? Tháp Báo Ân. Xong rồi đến gì? Các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ dần vong, những người có công với đất nước. Rồi đến các thai nhi sút sảo, hoành tử uổng tử, tức là những thai nhi bị bỏ, bị phá đó. Rồi đến những gì? Đến vong linh chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo có duyên với Phật đều gì? Đều hồi hướng cho họ. Nhấn đến những gì? Kẻ thù, những oan gia trái chủ, chủ nợ của chúng ta đều gì? Đều được hồi hướng mà. Đó. Cho nên á, điều quan trọng là gì? Hồi hướng để siêu độ cho họ sớm được siêu thoát về cảnh giới lành an vui là tốt nhất. Cái mục đích xây tháp báo ân, nhập tháp báo ân không phải là để cho các vị ở đây đâu, ở mãi đây đâu, mà đấy chỉ là cái phương tiện cho các quý vị người chưa được siêu. Thì nếu mà chúng ta ra ngoài bãi nghĩa địa sống gì với cuộc sống giống như ở đời thường chúng ta vậy, sống ở trong chùa chúng ta thấy nó thanh tịnh hẳn, mà sống ở ngoài đời thường đương nhiên chúng ta phải bon chen mới gì mới trụ được. Và chúng ta mất đi rồi thì vào trong gì, ở trong đó tâm chúng ta thanh tịnh tu tập cùng với chư tăng, ngày nghe pháp đêm tu, hoặc là vừa tu vừa nghe pháp cùng với thời khóa chư tăng, khiến cho thần thức chúng ta cũng dễ được đi siêu thoát lắm. Và một cái điều nữa là quan trọng là độ được cho người thân chúng ta, như lúc nãy tôi nói đó. Đó. Thế cho nên ở đây lợi cả đôi đường, âm dương lưỡng lợi, nhưng mà không phải ai cũng làm được. Đủ duyên mới làm được, không đủ duyên không làm được. Một câu Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin bạch thầy một việc như sau. Con có một uốn nam tử, là từ Minh Hậu, sinh vào 14 tháng 4 năm 1988, uốn học hết lớp 12 và đi hết các trường học giỏi. Trong 6 năm nay, uốn sinh ra chơi bời. Chắc đây người dân tộc hay sao gọi là uốn này? Chắc dân tộc Mường nhà tôi hay sao ấy? Dân tộc Mường nhà tôi hay gọi là uốn. Sinh ra chơi bời, lêu lổng, không làm ăn gì, phá tiền của trong gia đình, con khổ quá, con nhờ thầy hồi hướng cho uốn hộ con. Ở thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, ở Quốc Oai. Mình nhận nhầm, chưa đọc hết đã nhận nhầm là Đồng Hương. Cái trường hợp này thôi, cứ làm cái sớ đi, làm cái lá sớ đi, các sư và đại chúng cũng sẽ hồi hướng cho, viết cái lá sớ cầu công danh cho con đó. Hai trường hợp. Hôm qua nghe một trường hợp, có một trường hợp bà cụ ra Hà Nội sinh được đứa con trai duy nhất. Nó học đại học xong rồi ra trường mà năm nay 29 tuổi, nó không đi làm cái gì, chỉ có đi chơi. Ăn xong là ngủ và đi chơi. Ăn và ngủ và chơi, đó là sự nghiệp của nó. Bảo nó thế nào nó không nghe. Nói thì nó cũng chẳng rằng gì cả. Nói nó thức thì nó bỏ đi chơi. Xong rồi nó về nó ăn xong nó lại ngủ, cứ thế. Thế là xong, vừa qua Pháp hội Địa Tạng tháng trước, cụ ấy lên, cụ ấy làm sớ, cụ bảo thầy ấy, thầy làm sao thầy hồi hướng thì được rồi. Thầy sẽ hồi hướng, nhưng mà cụ về cũng nên tụng kinh Địa Tạng ở nhà nữa. Thế là về cụ tụng kinh xong một cái, thế là hôm rồi lên báo là thầy ơi mừng quá. Thế tự nhiên là tuần trước là nó bảo là mẹ ơi con muốn đi làm. Thế là nó làm hồ sơ nó đi làm, thế là hỏi làm cái gì. Bây giờ nó đi làm bảo vệ cho một công ty, một cơ quan rồi. Thế bảo tốt quá, làm cái gì thì cũng được. Muốn cho nó tốt lên thì mỗi một cá nhân Phật tử chúng ta phải dạy bảo con cháu chúng ta ngay trong ở ngôi nhà của mình đã. Dạy bảo ngay trong ngôi nhà của mình từ khi nó còn bé. Chúng ta phải là một người thầy giáo, là người ông, là người bà, người cha, người mẹ, đồng thời cũng phải là người thầy giáo để giáo dục.
dạy dỗ khuyên bảo con cái của mình từ tấm bé, đừng có nuông chiều quá, đừng có nghĩ lúc nào cũng bảo ôi dồi ôi, cháu này là gì, là cháu gì, cháu đích tôn của bà đây, nghe mẹ nói dạy một cái là gì, là không bằng lòng, là bảo gì, tại sao mày lại mắng cháu của bà như thế, nó vào đây bà thương, ôi dồi cháu đi nhôm của bà đây đấy. Như vậy là gì, gọi là hại cháu mình đấy. Các cụ ngày xưa hay nói là gì, con hư thì tại tại mẹ, cháu hư thì tại gì, tại bà. Cho nên người làm ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, vì cái tình thương nho nhỏ của mình á mà không chịu dạy cho đứa cháu nội cháu ngoại của mình ngay từ tấm bé, thì sau này lớn lên rất khó để bảo. Giống như các cụ chúng ta ngày xưa thường nói là gì, uốn cây thì phải uốn từ khi nó còn gì, còn non, đừng để già rồi uốn thì sẽ bị gì, bị gãy đó. Cho nên đây gọi là cả một cái dạy con bảo cháu, là cả một nghệ thuật để giáo dục cho con cái chúng ta đấy các quý vị. Còn ở đây thì tất nhiên thì cái việc làm sớ làm sách, việc tâm linh thì cũng làm, nhưng mà về mình cũng phải uyển chuyển khéo léo nữa. Tôi thì nói với các quý vị ngồi trên bục giảng này là một vị tu sĩ thật, nhưng mà chúng tôi không phải là giảng cho các quý vị theo cái kiểu mê tín dị đoan, theo cái kiểu là thần quyền, cái gì cũng đến với Phật là xong hết, không có cái chuyện đó. Có những cái đến với Phật thì được, có những cái thì chúng ta phải tìm đến các bác sĩ, tìm đến các giáo sư, tìm đến các thầy giáo, tìm đến các nhà tâm lý học. Xã hội này nó phải gì, có sự cái mối tương quan, tương duyên, tương hỗ với nhau như thế mới tồn tại được. Chứ mình Đức Phật á, giải quyết được hết thì xã hội này xây bệnh viện làm gì, xây nhà tù làm gì, và xây trường học làm gì. Phật cũng đâu có độ hết tất cả chúng sinh ở thế giới này được, Phật chỉ độ được những người có duyên thôi. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Không có cái gì đến cũng bảo thầy ơi, thầy lễ với. Như sáng nay có trường hợp bị bệnh tự kỷ, đến cứ bảo thầy ơi thầy lễ với, thì cho làm thế nào cho con nó khỏi, với con nghe mọi người giới thiệu lên đây thì cứu được cái bệnh này. Không, nói như thế là sai. Nói như thế là coi như chúng tôi như một vị thần, coi ở Phật đó như một vị thần, một vị thần lớn, và coi tôi như vị thần nhỏ, là đệ tử của vị thần lớn. Ban phúc giáng họa không có, Phật giáo không có chuyện ban phúc giáng họa kiểu như thế. Phật giáo chỉ hướng cho chúng ta tu tâm tích đức, tăng trưởng công đức lên thì tội chướng sẽ tiêu. Vì sao mà chúng ta lại có những đứa cháu như thế? Vì nghiệp chướng vậy, vì báo chướng vậy. Nghiệp chướng ở kiếp trước và báo chướng ở kiếp trước nó đem lại vậy. Tôi kể với cho các quý vị nghe một câu chuyện tôi mới nghe tối hôm qua. Tôi chưa đọc thấy nhưng nghe tối hôm qua nghe một đệ tử tôi kể lại, đọc một câu chuyện nhân quả sợ lắm. Và vì kể là gì? Ở Trung Quốc, có một câu chuyện này ở Trung Quốc, ở trong cái quyển gọi là, trong cái quyển gọi là quyển gì này? Một cái quyển mà Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài Ấn Quang Đại Sư thường hay truyền dạy. Nó không phải là quyển sách này, không phải của Đạo Phật đâu, nó của bên Đạo Giáo. Nhưng mà nó dạy về gì? Dạy về nhân quả, dạy về luân thường đạo lý, dạy về cách sống làm sao để cho tránh những tội ác và hướng đến cái thiện. Câu chuyện kể rằng ở Trung Quốc ngày xưa có một cô gái đi ở trên một đoạn đường vắng, và cô này thì nhà rất là giàu cho nên đi theo thì trên người mang đến trang sức và tiền của nữa. Đi trên đoạn đường vắng thì khi đó là gặp ba tên cướp. Ba tên cướp đó nảy thấy cô gái đi mình như vậy, nảy ra lòng tham và thấy mặc quần áo đẹp và chặn đường và cướp. Trong khi cướp á, thì khi giằng co thì thấy gì? Thấy cái người cô gái này, một cái cô gái rất là trẻ đẹp. Cho nên cả ba tên cướp này không chỉ cướp của mà còn nghĩ ra là gì? Hãm hiếp. Hãm hiếp xong thì mới biết là gì? Cái cô gái này là người ở làng bên, người ở ngay làng bên, và nếu không giết nó thì nó sẽ biết mình. Cho nên là cả ba người cùng bàn nhau và hiếp, cưỡng hiếp xong và đều thống nhất là gì? Giết cô này để bịt đầu mối và đem đi chôn. Chôn vào cái bìa rừng và chôn. Chuyện hết chưa? Chưa hết. Và mấy chục năm sau, các vị biết không, cả ba tên cướp đó già đi và cũng chết. Và do trong ba tên cướp đó thì có một tên ác nhất, đích thân là gì? Là bóp cổ và lấy đá đập đầu cô ấy. Thì mấy chục năm sau, cái tên cướp đó thì hóa kiếp làm thân súc sinh, tức là làm con ngựa. Còn hai cái vợ chồng, hai cái tên cướp mà cùng đi theo kia, cùng cưỡng hãm hiếp cô kia đó, thì nhưng mà nói gì, nó cùng đồng quan điểm là giết thôi, nhưng không giết. Một người giết thôi,
Thế còn sau khi xong cái vụ đó thì mấy tên cướp cũng hoàn lương và ăn năn hoàn lương để trở lại người bình thường. Nhưng mà cái tên cướp kia vì tạo nghiệp quá nặng cho nên kiếp sau sinh làm thân con ngựa. Còn hai cái tên cướp kia do cũng gì? Do cái mối nhân duyên với nhau đặc biệt mà sau này cũng ăn năn sám hối, làm việc thiện cho nên được sinh ra làm người. Sinh ra làm người và một làm nam, một làm nữ và hai vị đã lấy nhau. Hai vị lấy nhau thì do cũng để sau khi ăn năn sám hối thì cũng biết đi chùa làm việc thiện. Cho nên sinh ra đời sau được làm người và gia đình rất giàu có. Giàu có nhất cái vùng đó. Và trở thành những cái ngày xưa gọi là địa chủ đó. Mình bây giờ gọi là tỷ phú, gọi là đại gia đó. Ngày xưa gọi là địa chủ. Nhưng mà sau khi bắt đầu, câu chuyện nó chưa hết đâu. Rồi hai vợ chồng sinh được một đứa con trai. Đứa con này sinh ra là rất là ngoan ngoãn và học giỏi. Ngoan ngoãn và học giỏi. Nhưng mà đến khi lớn lên một chút đó, thì bắt đầu nó phá. Nó phá cho khuynh gia bại sản. Phá cho không còn một cái gì nữa. Không còn một cái gì nữa hết chưa? Chưa hết. Và đến trong nhà không còn một cái gì nữa thì bắt đầu lúc đó nó mới nói với bố nó là: bố ơi, con muốn ăn thịt ngựa. Và gia đình còn duy nhất một con ngựa và nó đòi ăn thịt ngựa. Và nó bảo rằng muốn ăn thịt ngựa nhưng mà con muốn nhìn thấy là gì? Bố cầm dao bố chọc chết con ngựa trước mắt con thì con mới ăn. Chứ còn đi mua ở ngoài là con không ăn. Mà con muốn ăn đúng cái con ngựa của nhà mình. Mà con ngựa thì gì? Nó sống có tình với vợ chồng nhà này rất nhiều. Và ngựa chính là cái vật để đi thồ, để chở ông ấy đi, sống với nhau như là con người với con người. Đó. Nhưng mà vì thương con, cho nên ông bố cũng gì? Cũng cắn răng chịu đựng và cầm dao cắt chết con ngựa yêu quý trong nhà của mình, thịt cho đứa con nó ăn. Nó ăn xong, khi nó ăn xong một cái thì nó vào trong phòng nó ngủ và qua đêm hôm đó gì? Nó chết luôn. Vì đó là gì? Nó đã làm xong, nó nghĩ rằng nó đã trả thù xong rồi. Nhưng mà hết chưa? Chưa hết. Chưa hết các quý vị. Bắt đầu sau khi mà xong một cái thì bắt đầu thì cả hai vợ chồng thương con quá. Đứa con nó ăn thịt ngựa xong qua đêm nó chết, thương con quá. Thế mà đến chùa làm lễ để cúng. Thì may mà rất may là gặp hai cái vị pháp sư, hai vị thiền sư rất là giỏi. Hai vị pháp sư rất giỏi mới nhìn thấy cái việc đó. Mới bắt đầu bảo rằng á, bảo cái ông chồng á, vợ thì ốm ở nhà, bảo ông chồng á, đi đến trong cái mật thất đằng sau ở, ngồi trong cái thất đằng sau á, ngồi yên lặng không có được khởi ra tiếng động gì. Và để đó để bắt đầu thì kêu cái, gọi cái vong hồn đó lên và nhập cái vong hồn đó lên. Thì cái vị thiền sư đó biết rằng là cái vong đó nó tìm ba tên cướp, cái vong của cô gái chính là cái đứa con đấy. Nó tìm ba cái tên cướp ngày xưa giết nó đó để báo thù. Thì báo thù được một người đó là con ngựa kia rồi, tức là người bóp cổ đập đá lên đầu của cô gái đó, nó chết rồi. Báo thù xong. Ngày xưa là bóp cổ nó cho nên bây giờ nó cũng muốn gì? Nhìn thấy chính cái ông bố đẻ của nó, tức là cái tên cướp ngày xưa đó cùng trong đồng lõa đó là gì? Chọc chết con ngựa đó y như thế. Đó, đấy là báo thù xong. Hết chưa? Chưa hết. Vì hai vị pháp sư đó nhìn thấy rằng á, cái oán khí chưa dừng lại ở đó. Và vị pháp sư bảo cái ông bố của cái cậu thanh niên đó là mà mất kia đó, đi vào trong cái mật thất ngồi đằng sau, ngồi yên lặng mà nghe mà xem. Và để bắt đầu gọi cái vong đó lên. Và bắt đầu cái vị pháp sư kia làm một cái hình nhân giống y hệt như là ông bố của nó còn sống. Và khi cái vong đó lên một cái thì bảo vị đó ngồi, thì bằng cái năng lực, bằng cái thần lực của cái vị tu sĩ, vị pháp sư kia khiến cho cái ông bố nhìn thấy được. Thì bắt đầu cái đứa con nó là ma đấy nhá, ma nó lên nhưng mà nó cầm cái dao nó giết bố nó, nó đâm, nó chém bố nó một cách để không thương xót. Và khi đó người bố nhìn thấy ở trong mật thất, nhìn ra thấy đứa con của mình vì sao mà nó hận mình, nó thù mình, nó giết mình một cách dã man như thế. Thì khi đó vị thiền sư mới gì? Mới kể cái câu chuyện nhân duyên vì sao nó báo như vậy. Và hỏi lại cái vong kia nó nói rằng á, nó chính là gì? Là cái cô gái đã mất mấy chục năm trước do gì? Do ba cái người tướng cướp và hãm hiếp và giết chết nó vậy. Và bà mẹ nó cũng chính là một trong những tướng cướp đó. Bây giờ đang gì? Đang ở nhà, đang gì chuẩn bị chết rồi, mấy hôm nữa là chết cho nên không cần phải báo thù nữa. Xuống dưới mới báo thù. Còn cái trường hợp gì? Ông này gì?
do ở trên đời làm bố, mà tôi mà gì cầm dao tôi giết bố ở trong khi còn sống á, thì người ta sẽ nói rằng là tôi bất hiếu, mang tiếng cả đời. Cho nên á, tôi xuống làm ma tôi mới giết thì gì không ai nhìn thấy, mà tôi chỉ giết con ngựa thôi. Đó. Còn bố mẹ tôi á, mẹ tôi á, sinh ra tôi á, nó là tướng cướp, nó giết tôi ở đời trước. Bây giờ tôi sinh vào để tôi báo oán, tôi lấy hết của cải nhà nó rồi. Bây giờ tôi làm cho nó đau khổ, nó thương tôi quá, nó đau khổ. Bây giờ tới mấy hôm nữa nó chết. Chúng ta thấy không? Oan oan tương báo, nhân quả theo nhau rõ ràng, không có sai. Rồi một câu chuyện nữa, cũng có một cái trường hợp là ngày xưa ở bên Trung Quốc cũng có một cái trường hợp là đi cất mộ, đi bốc mộ, thì ông thầy cũng ông chọn được một cái mảnh đất rất là đẹp, một mảnh đất rất đẹp, và ông bảo mang mộ của bố ông đến đây đặt vào đây á, thì chỗ này sau này sẽ gia đình con cái sẽ rất là vượng, rất là phát. Thì chuẩn bị đến ngày đem cải cát đặt mộ á, thì tự nhiên cái đứa con đấy, ông chủ nhà đứa con đấy, nó mơ thấy một vị thần linh mặc bộ quần áo đỏ, có cái sọc đỏ dưới lưng đến và nói rằng á, cái chỗ mà ông đặt chọn để đặt mộ á, thì ở dưới đó là có con cháu của tôi đang ở đấy, thì thôi thì tôi xin ông là gì dừng lại 3 ngày để cho con cháu của tôi đi hết đã, chuyển nhà đã, thì khi đó ông mới mang mộ đến đó đặt. Thì qua giấc mơ đó thì tỉnh dậy thì cái vị chủ nhà đấy nghĩ rằng chỉ là một giấc mơ thôi, làm gì có cái chuyện đấy, thôi không tin, cái chỗ đấy đất đẹp chắc là gì đấy giấc mơ thôi. Và đúng ngày hôm sau thì vị đó, mấy ngày hôm sau, 2 ngày hôm sau thì vị đó với là họ hàng đem được bốc mộ đem đến đó, thì đào xuống thì thấy một cái hang rắn, có rất nhiều rắn, con to con nhỏ đây, một cái hang lớn ở trong đó có rất nhiều rắn. Và vị này là liền cho đổ dầu và đốt cháy cả cái đàn rắn ở trong cái hang đó, cả họ hàng gọi là rắn thần nữa. Các quý vị về đọc cái quyển mà quyển đọc về cái về lịch sử của ngài, về ngài Nhị Tổ, Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta là ngài Nhị Tổ Thiền Tâm ấy, cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, chúng ta thấy cũng có cái câu chuyện mà thần rắn quy phục với Hòa Thượng đó. Đó thì đấy là rắn thần, 800 con rắn. Và đốt xong mới vậy, và ngay về tối hôm đó thì cái ông kia lại mơ thế, cái ông thần kia đến nói rằng á, tôi đã đến tôi xin ông là 3 ngày để cho con cháu tôi nó chuyển nhà chuyển cửa, thì ông mới đặt mộ bố vào đấy, nhưng ông không nghe tôi, đã không nghe tôi thì ông gì ông lại còn giết sạch con cháu của tôi, và tôi sẽ thề đời đời để theo ông để tìm để báo thù bằng được. Và nói như vậy thì cái vị thần kia biến mất. Và mấy năm sau đôi vợ chồng đó sinh ra một đứa con trai, nó lớn lên học hành rất là giỏi, và sau này đến năm 18-20 nó thi đỗ trạng nguyên và nó làm lên một vị quan rất to, vị quan đầu triều rất to. Nhưng mà khi làm đến một vị quan đầu triều rất to rồi thì nó đến nó nói với vua, nó sàm tấu với vua, và kiểu nó làm gì, nó tuyên chiến với vua, và nó nói với vua là ông không đủ tài đủ đức thì ông xuống thì tôi lên làm vua, thì gọi là khi quân phạm thượng. Và nhà vua liền ra lệnh là gì, tru di cửu tộc và đem giết hết cái họ đó, tính ra cũng đúng 800 người cái họ đấy, tru di cửu tộc giết đúng 800 người, tương ứng với gì 800 con rắn trước đây mà cái gia đình đó giết, báo oán kinh khủng. Nó sinh vào nó làm con học thật giỏi, nó lên đi thi, nó đỗ trạng nguyên và nó trở thành một vị quan đầu triều. Trở về vị quan đầu triều rồi thì bắt đầu nó mới phản loạn, và mới thì nhà vua mới ra cái lệnh là tru di cửu tộc và giết hết cái họ đó, tính ra đúng 800 người. Các quý vị thấy nhân quả báo ứng không có sai. Các vị về đọc cái chuyện Cảm Ứng Thiên, nhớ rồi, quyển Cảm Ứng Thiên ở trong đó các vị tìm đọc quyển Cảm Ứng Thiên, có những cái câu chuyện đó đấy. Cho nên ở đây thì cái trường hợp mà làm sớ làm sách thì cứ hồi hướng thôi, còn được hay không thì tùy phúc tùy duyên, tôi cứ làm thôi. Nhưng mà cũng có trường hợp như tôi nói đấy, cái đứa con trai 29 tuổi chỉ ăn và chơi, nhưng sau khi lên làm sớ lễ xong một cái về tụng kinh Địa Tạng nữa thì tự nhiên nó xin mẹ là mẹ con đi làm, và quả thật nó đi làm thật. Và sáng nay lại có một trường hợp nó báo là có một đứa cháu là gì, cũng bao nhiêu năm nay là cũng một đứa con chứ, đứa con không làm, không công ăn việc làm gì cả, thì về tụng kinh Địa Tạng thì tự nhiên là vừa qua nó làm hồ sơ, bây giờ đang chờ để đi làm rồi.
họ nhận rồi mà đang chờ đi làm, đấy cũng là một tin vui. Cho nên cầu công danh sự nghiệp các thứ thì chúng ta cứ cầu, những điều quan trọng chúng ta cũng phải hướng thiện nữa, phải biết tụng kinh niệm Phật để hướng thiện nữa, chứ không phải chỉ cầu một lá sớ mà được. Không thì xin thưa các quý vị, chả ai phải tu làm gì, chúng tôi chả phải tu làm gì cho mệt. Sau này cần gì làm một lá sớ cầu đấy là xong. Nhưng mà đâu có cái nhân quả đấy, đâu có cái đạo lý ấy. Sớ chỉ là một cái biểu tượng, cái lời đi đầu thôi. Gọi là mình ở xã hội gọi là nôm na như là quan hệ xã giao với nhau thôi. Còn điều quan trọng chúng ta phải hướng thiện, phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, phải hướng thiện nữa thì mới có thể thu hoạch được cái. Được. Ở đây có Phật tử nó hỏi là: kính bạch thầy, cho con hỏi, trong pháp hội Quan Âm Tam Thời hệ niệm lần trước, con đến cầu con cho vợ chồng con trai con, chắc là mẹ đây, nay đã được như nguyện, cháu đã mang thai được 3 tháng. Ghê quá nhỉ, tốt quá rồi. Bây giờ gia đình con rất vui, là mong chờ ngày bé ra đời được bình an mạnh khỏe, và sau này cháu được ngoan ngoãn học giỏi và có được phúc tướng như trong kinh dạy. Chắc là con trai thì tướng mạo đoan trang, con gái thì tướng mạo đoan trang, nết na thùy mị, đúng không? Con trai thì phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe đấy. Bạch thầy, gia đình chúng con nên làm gì để cháu con khi ra đời được như thế? Con cũng đã có tuổi rồi, chắc không thể chăm lo và nhìn cháu trưởng thành. Chắc là được, cứ tu đi là được, 20 năm nữa thì chắc là được. Năm nay không biết đến 80 chưa mà bảo là lớn rồi. Xin thầy khai thị để cho con được biết ạ. A Di Đà Phật. Cái trường hợp này thì được rồi, nhưng phải có phải mấy cái việc cần phải làm. Bởi vì lớn tuổi rồi mới có thai, hoặc là cứ có thai lại sảy thai vân vân đó. Cái thứ nhất là phải giữ gìn. Cái thứ hai là mình cũng phải làm việc phước để hồi hướng. Giống như cái trường hợp ở dưới Triều Khúc á, cháu của cái ông Nguyên là giám đốc sở kế hoạch đầu tư trước đây á, hình như con dâu hay sao, ông Nguyên này có bà lên đây không, bao nhiêu năm rồi cũng có lại xảy, có lại xảy. Thế năm kia hay năm ngoái gì đấy, thầy cũng lễ cho và bảo là thôi cũng nhất tâm đi. Thế thì cũng có rồi, có được 2-3 tháng rồi. Nhưng có mỗi một cái là gì? Thầy bảo thôi, bảo cháu nó nghỉ đi. Nghỉ đi để dưỡng thai. Một cái trường hợp đấy, thầy biết là trường hợp đấy, nó mà vận động nhiều á thì không giữ được. Thầy về bảo đi, bảo lại với bà ấy, bảo thôi, bảo một tháng, kể cả tháng nó làm được thì 10-15 triệu, nhưng gia đình có thiếu thốn gì đâu. 15-20 triệu đi chăng nữa thì bảo nó nghỉ đi để làm cái đơn xin với công ty. Với cháu nó làm, hình như làm ở chỗ huyện... huyện gì, Thanh Trì hay sao á, công tác ở đấy. Thì thầy bảo làm đơn xin nghỉ, nghỉ đi chữa bệnh đi. Mình cứ gọi là nghỉ đi chữa bệnh thì chắc chắn họ sẽ cho thôi. Để dưỡng thai, mấy tháng nữa là sinh con. Nghỉ đi đã, chồng nó đi làm là được rồi. Nhưng nó tiếc. Tiếc nhất định nó không nghỉ. Và về thì, một hôm đi làm về thì đi xe, đi cổ nó sóc quá, nó mệt. Mệt cuối cùng thì không giữ được, bị sảy thai. Đó là không nghe lời. Đó, các trường hợp, cái thứ nhất là cũng phải gì? Giữ gìn cẩn thận, tránh làm những việc nặng, tránh va chạm nặng và tránh leo trèo những gì. Các cụ ngày xưa, tôi thì không phải chưa mang thai bao giờ, nhưng mà nghe các cụ, các Phật tử mang thai truyền lại kinh nghiệm mà gì, khi mang thai á thì nên gì, bớt leo trèo lên các tầng cao. Có nghĩa gì? Leo trèo lên xuống đi phải nhẹ nhàng, không có là sảy thai như chơi. Không có, đúng không các cụ, các Phật tử nữ ấy, có kinh nghiệm rồi. Tôi là nam giới mà chưa mang thai bao giờ, chưa biết được. Đấy, nghe các cụ ấy nói thế. Chắc là đúng thôi, bởi vì Việt Nam chúng ta cái gì mà được truyền từ các cụ lại nhiều đời, nhiều năm thì nó thì thường là nó xác suất đúng của nó phải đến trên 90%. Cho nên cái trường hợp này cũng phải khuyên các cháu nó giữ gìn, đi lại nhẹ nhàng. Ăn uống cũng vậy, cũng phải xem trong cái sách thực dưỡng người ta dạy, khi mà mang thai thì phải ăn uống như thế nào cho nó điều tiết, cho cái thai nhi nó tốt. Một cái điều đặc biệt nữa không thể thiếu để cho cái đứa trẻ này á, nó tốt. Tốt từ tính tình, tâm tính lẫn gì, lẫn hình tướng bên ngoài. Đó, khi bà mang thai, bà mẹ nên gì? Nên đọc kinh Địa Tạng.
trong Kinh Địa Tạng nói rồi. Bà mẹ mang thai nên đọc Kinh Địa Tạng thì đứa trẻ trong bụng sinh ra thì được khỏe mạnh, được trí tuệ, được phúc báo. Mà nếu mà đến cái giai đoạn mà gần sinh rồi mà không ngồi được nữa thì bụng nó to, không ngồi được đọc kinh nữa thì chỉ cần niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là được. Không niệm được to thì niệm to sợ nó mất hơi, nó mệt đó, thì niệm trong tâm, nhầm trong tâm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được. Hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được. Hai vị Bồ Tát đấy có nhân duyên rất lớn với cái việc gì? Với chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta, đặc biệt là gì? Độ dương. Địa Tạng thì độ cả âm cả dương. Quán Thế Âm cũng vậy, nhưng mà Quán Thế Âm thì chuyên về độ dương nhiều hơn. Địa Tạng Bồ Tát thì gì? Vì sao mà những người khó có con mà bây giờ đến tụng kinh Địa Tạng là có con? Đây là một cái gì không bí mật tí nào đâu. Bồ Tát Địa Tạng, khi chúng ta tụng kinh Địa Tạng, vì sao chúng ta không có con? Có trường hợp là do nghiệp chướng đời trước chúng ta phá thai hoặc là sát sinh nhảy vật nhiều, cho nên đời này chúng ta chỉ rất khó để có con. Vì vậy á, bây giờ chúng ta tụng kinh Địa Tạng tức là để sám hối nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn bồ đề tâm, thứ nhất. Cái thứ hai quan trọng đó là gì? Bồ Tát Địa Tạng là cái vị thường là xoay đường chỉ lối cho các vong linh gì được siêu thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và ở dưới gì quay u hồn, được đi đầu thai đi thoát hóa. Cho nên á, Bồ Tát thấy chúng ta gì tụng kinh niệm Phật tăng phúc tăng thọ rồi, tội diệt phúc sinh rồi, cho nên Bồ Tát dẫn cái đứa trẻ đó, cái thần thức người đó là gì, thôi cái đôi vợ chồng nhà đó nó được lắm, thôi mày gì hoặc là con gì, con nên đến đó để vào làm con của nhà đó đi, được đấy. Thế là cái vong kia nó thấy là Bồ Tát mà nói ân nhân của mình cứu mình ở từ trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh con đường ma đói ra mà, cho nên chắc Bồ Tát không có hại mình, cho nên nghe theo lời của Bồ Tát và nhập thai. Thần thức của họ nhập thai, mà nhập thai rồi á, cái người mẹ mà lại biết tụng kinh Địa Tạng, biết niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, tức là lấy cái công đức năng lực đó để dưỡng thai, thì sau khi sinh ra đứa trẻ đó rất là khỏe mạnh, trí tuệ, ngoan ngoãn và phúc đức như trong kinh Địa Tạng nói đó. Cho nên cái trường hợp này nên bảo bà mẹ nên đọc kinh và nên tụng kinh nữa. Ngoài cái việc giữ gìn theo khoa học ra thì còn giữ gìn bằng tâm linh đó như thế. Và một cái việc nữa có thể, đây là có thể nhé, ví dụ nhà mà có điều kiện kinh tế thì nên cúng một gì tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng hoặc Quan Âm để hồi hướng cho cái em bé đó, cho cái thai nhi ở trong bụng đó, để cho nó tăng phúc lên. Vì trong kinh Địa Tạng nói rằng cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc đứa qua kinh Phổ Môn này á, nói là cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Quan Âm thì công đức vô lượng. Người ấy trì niệm hoặc cúng dường danh hiệu hoặc tôn tượng Bồ Tát Quan Âm bằng cúng dường gì 62 ức hằng hà sa số các vị Bồ Tát. Cho nên chúng ta có điều kiện, có nhân duyên để cúng dường được tôn tượng của ngài. Đây là một cái việc làm là rất thiết thực, nó đem lại cái lợi ích cho chính bản thân mình và cho cả chúng sinh nữa, làm gì tôn nghiêm cho cả cảnh quan của ngôi chùa nữa. Vì các vị cúng dường tôn tượng Bồ Tát Quan Âm hay Địa Tạng, tôi có mang về nhà tôi không? Tôi có cho người khác không? Không, đem thờ chính ở trong ngôi chùa này và thờ trong lòng của đại tượng A Di Đà vì hòa bình thế giới đó. 1 vạn pho tượng Phật, nếu sau này làm xong cái đại tượng 1 vạn pho tượng Phật ở trong đó thì đây là một cái công trình gì đặc biệt nhất trên thế giới về Phật giáo rồi. Trên thế giới chưa có một pho tượng nào mà ở trong lòng của tượng là có gì, có đến 1 vạn pho tượng Phật nhỏ ở trong đấy cả, chưa có. Cho nên khi mà pho tượng này làm xong, nó chỉ là lớn nhất khu vực Đông Nam Á, chưa phải là lớn nhất thế giới, nhưng mà nó gì, nó đặc sắc nhất thế giới. Và như vậy có rất nhiều Phật tử, tín đồ Phật tử và những thiện nam tín nữ, không chỉ đất nước Việt Nam chúng ta mà bạn bè quốc tế, những người theo Phật giáo, họ về Việt Nam chúng ta du lịch, họ biết rằng sau này đây là một cái điểm đến không thể thiếu. Khi đến Việt Nam, những người có tâm với Phật họ sẽ biết được rằng đây là một điểm không thể thiếu, giống như chùa Hương ấy, là nơi gì, nơi thánh tích của nước Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, họ không thể thiếu. Thì nơi đây sau này sẽ nói là gì, thánh tích của Địa Tạng Vương Bồ Tát ở Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới đó các quý vị.
Không chỉ thánh tích Bồ Tát Địa Tạng Vương mà còn thánh tích của gì? Của Đức Phật A Di Đà ở Việt Nam chúng ta nữa đấy. Vì khi nói đến Việt Nam, nói đến Phật giáo Việt Nam, vài chục năm sau thôi chắc chắn người ta sẽ nói đến gì? Một đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Đặc sắc đặc biệt. Cho nên họ đến họ lễ Phật. Mà họ lễ Phật thì trong đó thì có gì? Có tôn tượng của chúng ta cúng dường để hồi hướng cầu phúc cho đứa cháu của mình nhá, nó đang thờ ở trong đó. Và mọi người mỗi khi chiêm bái lễ Bồ Tát thì họ sinh công đức. Mà họ sinh công đức thì chúng ta cũng có gì? Có một phần công đức ở trong đó. Đó gọi là, nói như thế gian gọi là gửi lãi vào ngân hàng hả? Gửi lãi vào ngân hàng, gửi công đức vào gì? Vào cho Phật. Và những người lễ Phật ở đời sau này á, họ sinh ra 10 phần công đức thì họ có phải san ra chúng ta 1-2 phần chứ họ có lấy hết đâu. Đấy, cho nên đấy là một cái cách tạo phước để cho gì? Cho con, cho cháu chúng ta nó lâu dài về sau. Đấy cũng là một việc làm. Mà một cái việc làm nữa tôi nghĩ là đây cũng là cái mới. Mới nhưng mà tôi thấy là rất cũng hay. Mà nó có thật. Cũng ở dưới Chiều Khúc Hà Nội á, về 2 năm trước có cái trường hợp gia đình lâu rồi không có con, mãi không có con, cái có nó lại xảy, có lại xảy không được. Thế đi xem người ta bảo là phải cúng vào cái chùa, cúng lên chùa cái cây xanh á. Cây xanh là gì? Tức là cây phúc á. Tức là cây xanh, tức là cây mà trồng ở trong chùa đó. Thế gia đình lên xin tôi ra, ừ thì cứ cúng cây gì thì cúng. Thế gia đình bây giờ mang hai cây sứ bây giờ vẫn ở trước cửa nhà tổ kìa. Thế mang cúng một cái đôi cây sứ lên để thờ đó được. Nhưng đến cái bà cụ, cái bà mẹ của cái đôi vợ chồng đó thì lên cứ xin tôi là làm sớ để làm lễ riêng cho, tôi bảo không, cứ cúng vào đấy, lên cúng vào đấy. Thậm chí mấy lần gặp tôi còn đuổi lánh mặt nữa. Thế tôi đuổi nhưng mà vẫn cứ lên. Và tôi xem cái tâm của vị này, gia đình này thực sự cầu mà có tin vào Phật và tin vào tôi thật không, hay là chỉ nghe người ta nói xong rồi lên. Đã thế tôi không tiếp. Bà lên cúng cây, bà hôm bà gọi điện cho tôi, bà lên cúng cây tôi còn không đứng ra tôi nhận nữa. Cho mấy vị, mấy đệ tử của tôi đứng ra để nhận, bảo kê chỗ đấy thôi. Thế tôi tưởng là gì? Tôi tưởng là tôi không tiếp, thế là chán là không lên nữa. Nhưng mà vài hôm sau lại thấy lên. Lên lại bảo thầy làm sớ cầu cho con vậy. Tôi bảo tôi không cần, cứ lên chùa mà lễ đi. Đấy. Lên đến 5-7 lần như thế, cứ bảo làm sớ tôi không làm. Thế nhưng mà vẫn thấy lên. Thế một dạo sau bảo là gọi điện lên cho một Phật tử, mấy Phật tử khác cùng lên và kiểu chắc là nhắn tin bảo với tôi là bảo cảm ơn thầy, cảm ơn Phật tổ, là cảm ơn thầy là cháu nó về nó đã có tin vui rồi. Tức là đã có gì? Có thai rồi. Thế là không may, không biết nó làm sao thì tự nhiên cái cây ở bên tay trái từ trong hướng ra, cái sứ đó tự nhiên nó thối gốc. Cái cây nó thối gốc thì tôi nhìn thấy cái cây nó thối gốc tôi nghĩ chắc là có điểm báo gì cũng xấu cho gia đình nhà này. Thế được mấy hôm sau thì bà hớt hải lên và nói với tôi là cháu nó đi khám bác sĩ bảo là cái thai bị hư, tức là bị dị dạng khuyết tật bị hư, cho nên phải phá đi. Không thể để được, để sinh ra như vậy thì có cái ảnh hưởng tới cả mẹ. Tôi bảo từ từ. Thôi cụ về, cụ đưa cho quyển kinh Địa Tạng, thôi cụ về cụ tụng kinh Địa Tạng. 49 ngày, hết 49 ngày sau đó bác sĩ mà họ khám mà bảo phải phá thì lúc đó thôi thì cũng bắt buộc thì phải phá. Chứ còn hết 49 ngày á, mà đi khám lại họ bảo là được thì cứ để lại. Thế bà cụ về và bà ấy đọc đúng 49 ngày. Thì cái cũng may là gì? Cũng may cho nhà vị cái khi mà cây sứ sắp chết á, thì có ông Tú ở dưới Thanh Xuân, cũng ở dưới Thanh Xuân nhà gần dưới Chiều Khúc đấy. Ông ấy biết chăm cây, ông lên thì ông ấy bảo ô thầy cái cây này thì nó sắp chết thì thầy cho con chữa cho nó nha. Ừ được, phải chữa đi. Thế là ông lấy ra ông chữa. Thế chữa thế nào thì mấy hôm sau thì cây nó cứ lành trở lại. Cộng với bà thì bà nhà bà tụng kinh niệm Phật. Thế tôi thấy cây sứ nó lành lại thì tôi bảo chắc là ổn. Nhưng mà tôi không dám nói với bà ấy trước. Nhưng mà mình nghĩ trong bụng là ổn. Và cũng cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho. Người ta cũng thành tâm. Hiếm muộn con cái thành tâm như vậy. Bây giờ bà lại phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng ở nhà nó hồi hướng cho cháu rồi. Thế Phật Bồ Tát thương gia trì cho họ. Thế hết 49 ngày, đi khám bác sĩ ngạc nhiên bảo hết dị tật rồi. Và lúc sinh ra thì cháu nó hơi yếu một chút thôi.
Nhưng mà cho đến bây giờ thì khỏe mạnh bình thường rồi, cây sứ nhà bà thì cũng lành lặn trở lại rồi. Mà cháu sinh ra cũng phải đến tuổi hơn tuổi này rồi, thì bây giờ là gì? Bây giờ cháu nó bình thường, một con người bình thường, phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Đó. Cho nên cúng cây nó cũng là cái tốt. Không cúng tượng thì cúng cây cũng được. Một cái cây gì đó, như cây nó phải là sống lâu lâu cơ. Cây mà nó sống ít ngày á, ví dụ cúng cây hoa cây hiếc thì cũng tốt, nhưng mà nó sống không được bền. Hoặc cây sứ thì nó không bền đâu mà rất là khó chăm. Cây sứ cái xiếc nó khó chăm. Tốt nhất là cái si xanh ra để mà cúng. Cây vào chùa, kinh nghiệm cúng cây vào chùa, vào đình vào chùa, cái cây gì mà nó sống thọ mạng nó được dài ấy, chúng ta cúng thì gì là tốt nhất. Cây si, cây xanh, cây đa, cây đề. Đó. Các Phật tử mà cầu đạo á, thì chúng ta nên cúng cây đề, cây đa, cây đề. Cúng để cầu cho tuổi thọ á, thì cầu gì? Cây đa, cây đề. Mà cúng cho gì? Cầu con, cầu cái thì nên cúng gì? Cây xanh. Từ chúng ta nghe cái từ cây xanh, xanh có nghĩa gì? Có màu xanh. Mà cây xanh nó thọ mạng cũng gì? Rất dài. Có cây nó thọ gì? 400-500 tuổi. Mà nó là ít bệnh, ít rất ít sâu bệnh. Cây xanh nó rất ít sâu bệnh, rất tốt. Đó. Và nói đến đây thì chắc là cũng có duyên luôn. Ví dụ ai mà chúng ta cúng thì ở đây, đặc biệt là đạo tràng nữa. Vừa qua gần Tết thì có một cái gia đình trồng cây cảnh ở ngoài sân Tây. Người ta, chúng ta biết chùa năm nay chúng ta có nhiều cái nó đẹp, chỉ trong vòng có một tuần, hơn tuần thôi là có nhiều cái yếu tố. Có một cái gia đình ở trồng cây cảnh ở ngoài sân Tây. Thầy đi ra, thầy nhìn thấy cái vườn cây của ông ấy nhiều mà rất là đẹp. Mua thì mình không có tiền nhiều để mua có 2 cây thôi. Nhưng mà chùa thì lại rộng. Thế là ngỏ lời, hôm nay ông đi vắng ngỏ lời với bà và thấy bà cho thầy mượn vào mấy hôm Tết để trang trí Tết có được không? Thế bà bảo được thầy. Bà bảo được. Thế tôi bảo là thế bây giờ làm cách nào nhỉ để chuyển vào nhỉ? Thì bà ấy bảo thôi, nhà con năm nay cũng đang xây dựng nhà cửa cho nên không có điều kiện để chuyển vào cho thầy mượn. Thì chúng con cho thầy mượn cây, còn toàn bộ cái công chuyển đi, vận chuyển ra, vận chuyển vào thì nhà chùa chịu trách nhiệm. Mình như mở cờ trong bụng, và thế là tốt rồi. Trước đây nghĩ là gì? Phải đi thuê. Đi nhờ hội sinh vật cảnh á, thì mình phải mất phải đến 300-400 triệu để thuê, để nhờ thì mới được. Nhưng bây giờ mà mình nhờ họ kiểu mất tiền xe thì mất khoảng 100 triệu thôi. Đúng là Phật Bồ Tát gia trì, cái khó là ló cái khôn. Thế ra gặp mình cứ nói hỏi nghĩ là cái vườn cây cảnh người ta đẹp như thế, ai người ta cho mình mượn? Thế mà ngỏ lời hỏi mà cái bà bảo được thôi. Nhưng mà chồng đi vắng tôi hỏi thế thì chồng có đồng ý không? Bảo con quyết hết, thầy cứ yên tâm. Đúng là các cụ ngày xưa nói là lệnh ông không bằng cồng bà là chỗ đó. Lệnh ông không bằng cồng bà. Thế ông mặc dù ông đi vắng tôi hỏi thì ông có đồng ý không? Vườn cây của ông cơ mà, bà bảo cây của ông nhưng mà con quyết hết, thầy cứ yên tâm đi. Thế gần đến ngày 20, 21 vẫn chưa thấy cây đâu. Mình ngại có mình gọi điện cho bà thế, gọi mình có nói rất nhẹ nhàng gọi, bà ơi, thế ông thế nào? Bảo thầy cứ yên tâm đi, con quyết, con hứa với thầy con quyết hết mà. Thế nhưng mà nhà con thì đang bận, anh ấy đi trồng cây dự án công trình tận ở trên Hà Giang chưa về. Cho nên thôi thầy xin thầy là qua ngày 23, 24 con chuyển cây vào, thầy cứ yên tâm. Con hứa với thầy là con giúp được thầy. Thế là bà ấy cho vào. 24, 25, 26, 3 ngày chuyển vào, 27, tận 27 Tết vẫn chuyển vào. Cho nên năm nay chúng ta thấy cảnh quan của chùa chúng ta thì nó đẹp nhanh lại như thế. Mỗi nơi một tí. Và tôi bảo là được rồi, để gia đình có tâm như thế, để nhưng mà tới đây để xem các đạo tràng Phật tử của tôi. Đạo tràng nào mà cúng được cây nào thì để lại cho nhà chùa luôn thì đỡ phải chuyển đi chuyển về. Cái cây này thì không phải, cái cây to thì đầy đầy rồi. Hôm rồi trong năm thì chỉ có nói trong có một pháp hội tụng kinh Địa Tạng thôi mà bây giờ cây to thừa rồi. Những cái cây si xanh mà trồng xuống đất là to thì thừa, đúng là thừa rồi. Bây giờ ở trên Ba Trại, Ba Vì và người ta còn cho phải đến 50-60 cây nữa nhưng mà gì? Thừa rồi, không đi đánh được nữa. Bây giờ đánh về còn phải dành cho một số trồng cây ăn quả, cây sấu rồi cây mít, cây bưởi, cây ấy để ăn quả. Không có trong chùa thì toàn si xanh đa đề thì nó cũng nhàm. Thế thì trồng ở lối đi những chỗ căn bản thôi. Còn bây giờ là những cái cây mà để trong chậu
cây cổ thụ để ở trong chậu nữa thôi. Đó. Thì các đạo tràng chúng ta mà đạo tràng nào muốn ngon lành à? Muốn ngon lành thì cứ cúng một cây hoặc một đôi. À, thì chúng ta tập trung nhau lại đầu xuân năm mới làm việc phước, trồng cây phước. Đấy, cây xanh tức là trồng cây phước. Chúng ta có thể hoan hỷ phát tâm để cùng một đạo tràng, chúng ta có điều kiện thì cây lớn, không có điều kiện cây nhỏ. Hôm qua thầy lượn qua, thầy thấy là ông ấy viết, thầy bảo nói với ông bà thôi, ông bà thì cứ viết bán cây bao nhiêu đó thì cứ viết cái giá vào đấy, nếu mà có Phật tử nào hoặc có gia đình nào hoặc có hội nào mà họ cúng được cây nào thì họ cúng, viết vào đó. Thì hôm qua thầy đi lượn một vòng, thầy thấy là có cây cũng đắt. Ngày xưa những cái cây như thế nó phải gì, hàng trăm triệu, nhưng bây giờ nó giảm đi hàng nửa, thậm chí 2/3. Ngày xưa đi hỏi khoảng năm 2008 đến 2009 đến 2010 thì cây cảnh nó vô giá, nó hét ghê lắm. Nhưng bây giờ hôm qua thầy đi lượn một vòng, có cây nó có khi người ta trồng phải đến 15-20 năm nay mà thấy người ta ghi cái giá là 15 triệu một đôi, tức là 7 triệu rưỡi một cây. Nhưng có những đôi cây khủng là thầy nhìn thấy, hình như cái đôi cây ở gần chỗ đây là thấy 65 triệu một đôi hay sao. À, đôi cây to nhất đẹp nhất đấy mà sẽ được thờ nơi trang trọng nhất là trước tượng Phật A Di Đà đấy. À, cái đôi to nhất mà đẹp nhất, đôi đấy ông ấy bảo đôi đấy là chúng con chăm sóc là về tay chúng con là gần 40 năm nay rồi mới được như thế. Mà ngày xưa người ta giảo thì hơn 200 triệu rồi nhưng mà không bán, cái ngày mà nhiều, cái ngày mà nó đắt á. Nhưng bây giờ thì thấy ông ấy ghi có 65 triệu. 65 triệu cũng to đấy chứ không phải là ít đâu. Đúng không? Gặp vào cái lúc mà 300 nghìn không có tiền đổ xăng thì cả một vấn đề. Mà còn nhất là bây giờ thầy còn đang làm những công việc Phật sự chính nữa, cái đó thì chưa dùng được. À, cái đó chưa dùng được mà phải làm tượng đó, xây dựng đại tượng đó, có nơi thờ phụng chính đó. Còn cây cảnh thì nó duyên đến đâu thì làm đến đó. Ai người ta có duyên thì người ta phát tâm thì tiếp nhận thôi, bây giờ cũng chưa thể bỏ tiền ra để mua cái đó được. Vì tiền bây giờ họ đang cúng dường để xây dựng. À, thế còn đạo tràng nào mà chúng ta cúng được cây thì chúng ta ôm được cây nào thì cứ ôm đi. Thầy cho ôm thoải mái. Ôm cả cái vườn cây cũng được. Và đặc biệt là những cái đầu xuân này mà vị nào mà làm công ty, làm doanh nghiệp mà cúng được cái cây xanh vào chùa, vào đình, vào chùa, miếu mạo, đặc biệt là vào chùa thì rất tốt cho cái công việc làm ăn của mình. Và cái chuyện là cầu con, cầu cái mà chúng ta làm được cái việc đó là cũng rất tốt. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Thầy. Con xin Thầy giải đáp giúp cho gia đình con một việc. Con trai con năm nay đã 34 tuổi, chưa có vợ. Cách đây khoảng 10 năm về trước, con trai con có yêu một cô gái nhưng không lấy được nhau, rồi chia tay. Từ đấy trở đi, con trai con cứ tìm hiểu cô gái nào, chỉ gặp nhau một vài lần lại giãn ra. Thầy ạ, đã có 5 đám rồi, cứ gặp nhau rồi lại thôi. Đến đầu năm 2018, Thầy mở Pháp hội Quán Âm trên chùa Khai Nguyên. Con lên Pháp hội 3 ngày, con cúng dường tượng Địa Tạng và viết sớ cầu duyên cho con trai con. Con nghe Thầy giảng, con về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày và ăn chay trường. Hàng tháng, con phóng sinh vào ngày mùng 1 và ngày rằm. Con tụng đủ 21 ngày. Có một người giới thiệu một cô gái cho con trai con, rồi cũng không biết duyên được, rồi cũng không kết duyên được, Thầy ạ. À, con lại phát nguyện tụng kinh tiếp 100 ngày, nhưng lần này con không ăn chay trường được vì con bị bệnh tiểu đường, sức khỏe kém. Con chỉ ăn chay được 10 ngày chay và phóng sinh thôi. Con tụng đủ 100 ngày, con trai con gặp một người con gái khác, tìm hiểu rồi lại không thành, Thầy ạ. Mệt ghê, đúng không? Có người nói có duyên âm theo. Có người lại bảo cô gái yêu đầu tiên không lấy được nhau, cô ấy bỏ bùa. Con rất hoang mang, không biết thế nào. Con xin Thầy có cách gì chỉ dẫn cho và giải đáp giúp gia đình con và con trai con. Con cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy cát tường vạn sự như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta phải biết rằng có những việc, có những sự việc là do chính những cái người ấy phải phát khởi và phải làm. Ví dụ
Tôi nói một cái ví dụ nhỉ. Ta đói, người khác có ăn thay cho mình no được không các Phật tử nhỉ? Có không? Mình khát, mình đói, người khác có ăn và có uống mà thay cho mình được không? Không. Mình đói, mình khát, người khác chỉ có thể giúp mình nấu thức ăn, mang thức ăn đến cho mình thôi. Còn mình phải gì ạ? Mình phải gì? Phải ăn. Thậm chí người ta có cho vào miệng mình mà mình miệng không nhai, không nuốt, mình có no không? Không có. Phận người làm cha, làm mẹ, sinh đẻ đứa con ra, lo cho con cái, mong cho gì? Lớn khôn trưởng thành, con trai thì lấy vợ, con gái thì gả chồng. Đó là gì? Cái tâm nguyện của người làm cha, làm mẹ, ai ai cũng mong cái điều đó. Trong cái trường hợp này, Phật tử nói có đứa con trai năm nay 34 tuổi, nhiều năm trước có yêu một cô gái và không lấy được, và cô ấy đi lấy chồng rồi. Người ta đi lấy chồng rồi thì người ta gì còn tha thiết gì nữa đâu. Nếu tha thiết thì nó đã lấy con trai nhà mình rồi, mà hợp nhau thì nó đã lấy rồi. Bằng một cái nhân duyên nào đó, hoặc là nó tìm hiểu nhưng nó không hợp, hoặc là một người thì muốn, còn một người thì không. Biết đâu là gì, anh con trai của Phật tử này là yêu cái cô ấy gì tha thiết, nhưng mà làm sao để cho người ta đi lấy chồng mất rồi, cho nên bây giờ tìm hiểu những cô gái khác, không thấy cô nào bằng cái cô ấy, cho nên là cũng có thể là chưa thấy cô nào bằng cô ấy, cho nên gì? Cho nên cái duyên người ta không hợp. Cho nên cái trong cái chuyện tình cảm, tình yêu, người ta mới có cái sự tìm hiểu là như thế. Ngày xưa thì các cụ ngày xưa nói là đi tán gái, đúng không? Đi tán là gì? Tán là sao? Mình bây giờ nói nó để văn minh là đi tìm hiểu. Ngày xưa gọi là đi tán gái. Có con gái đi tán trai bao giờ không? Hả? Cũng có đấy. Thời buổi bây giờ có hết. Bây giờ có khi con gái, nhiều đứa con gái nó còn cưa con trai cơ. Nó ngỏ lời yêu con trai luôn. Mấy bạn sinh viên hôm rồi lên dự khóa tu, có bạn nói rằng con yêu cái anh ấy, con ngỏ lời với anh ấy mấy lần mà anh ấy không đồng ý với con. Đấy, bây giờ con gái là nói thì nó mạnh dạn như thế. Thì cái chuyện này, cái chuyện tình cảm thì mình cũng không thể nào mà ép buộc được. Nó là cái nhân duyên. Thế còn cái chuyện mà bà họ bảo là cháu của con trai của bà bị cái cô người yêu trước nó bỏ bùa, cho nên bây giờ không đi lấy vợ được, không phải. Nếu nó mà còn yêu con trai của bà thì nó đã không đi lấy chồng rồi. Cho nên không sợ cái chuyện nó bỏ bùa. Cái đấy là cái đấy là không phải, không phải lo cái chuyện đấy. Có thể là do gì? Con trai của bà yêu gì? Cái cô ấy quá sâu đậm, cho nên bây giờ tìm hiểu cô gái nào cũng không thấy bằng cái cô ấy. Mối tình đầu mà có thể mối tình đầu nó thì nó rất sâu nặng như thế. Thì cái này thì mình cũng phải khuyên, mình phải tìm để khuyên con là thôi. Cái chuyện vợ chồng yêu đương nó là cái nhân duyên. Duyên mà không có, cho dù gặp nhau yêu đương nhau đấy mà không lấy nhau được thì nó cũng là cái duyên. Có duyên mà không có nợ. Người ta nói, các cụ ngày xưa nói có duyên mà không có nợ thì không thể thành vợ chồng được. Đến đấy thôi. Còn bây giờ thì nên khuyên con là thôi, thì cô ấy cũng đã đi lấy chồng rồi, có khi có con rồi. Mình cũng phải có gia đình riêng của mình, không thể ở mãi như thế được. Và cái đấy thì tìm cái cách thì người sống chúng ta khuyên nó thôi. Còn cái chuyện là bảo do tâm linh, mà do tâm linh thì phải tự cái anh chàng ấy phải giải quyết vấn đề tâm linh của anh chàng ấy. Tức là sao? Nó phải đi lễ. Ví dụ như pháp hội như thế này, cầu duyên thế này, nó thực, nó tha thiết muốn lấy vợ. Muốn tìm được một người bạn gái tâm đầu ý hợp để chung sống với nhau đầu bạc răng long thì nó phải đi lễ. Những cái ngày pháp hội, ba ngày pháp hội như này nó phải lên mà lễ. Thậm chí là xin nghỉ công tác, công việc ở cơ quan mà lên mà lễ chọn cả ba ngày. Cái đó nó không làm được thì cũng bó tay. Giống như tôi nói, giống như là gì? Mình thổi cơm mang lên cho nó để trước mặt nó mà nó không ăn thì không bao giờ nó no được. Còn phần làm cha làm mẹ, lo cho con đi lễ, cho con cầu nguyện, cho con bệnh tiểu đường mà 21 ngày phát nguyện ăn chay tụng kinh cho con, đây là một việc làm rất đáng khen ngợi, rất đáng biểu dương. Rồi thêm 100 ngày nữa, tuy không ăn chay trường được nhưng mà ăn chay 10 ngày một tháng và phóng sinh mùng 1 ngày rằm, việc làm thiện này cũng rất đáng gì? Đáng tán thán, đáng khích lệ, đáng động viên. Việc đó thì làm thì có rất nhiều công đức. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng có những cái việc làm chúng ta làm tốt, chúng ta hồi hướng, nhưng mà cái đối phương của chúng ta, tức là cái người mà được chúng ta hồi hướng cho, họ không tiếp nhận. Mình nói tóm lại thì họ không tin.
Họ không khởi được một chút niềm tin nào. Họ không cho rằng cái việc đó là gì? Giải quyết được cái vấn đề là cho họ gì? Tìm được một cái cô bạn gái tâm đầu ý hợp để đưa đến hôn nhân, chung sống với nhau hạnh phúc, trăm năm đầu bạc răng long, sinh con đẻ cháu, vân vân. Họ không tin á, thì chúng ta có hồi hướng á, bể hầu bể họng cũng không được. Bể hầu bể họng không được. Chúng ta có hồi hướng cả trăm năm á, cũng chẳng có lợi ích gì cả. Cái trường hợp này nó giống như gì? Trong kinh Đức Phật nói có những cái trường hợp cầu nguyện không bao giờ được, hồi hướng không bao giờ được. Đó là sao? Ngài ví như là một lần có cái vị Bà La Môn cứ đi xuống dưới sông, dưới mùa đông xuống dưới sông để lặn hụp ở dưới đó để khổ hạnh ép xác. Đức Phật mới hỏi Bà La Môn đấy, tại sao ông lại đi làm như thế? Bà La Môn nói rằng thưa Ngài, tôi làm như thế để cho gì? Để cho tôi cầu mong được tiêu trừ nghiệp chướng và sớm được sinh thiên. Đức Phật nói rằng, này Bà La Môn, nếu mà ông cho cái việc ông làm khổ hạnh ép xác, lặn hụp xuống dưới sông băng giá lạnh như vậy mà bảo được sinh thiên, thì chẳng khác gì một cái người họ có đức tin rằng họ cầu nguyện, họ ném một hòn đá lớn xuống dưới sông, họ cầu nguyện và hòn đá đó một ngày nào sẽ nổi lên. Nếu mà cái người mà cầu nguyện làm sao mà hòn đá ấy nổi lên được ấy, thì mới có cơ hội gì khổ hạnh ép xác như vậy sinh thiên. Nay chúng ta cái trường hợp của bà cụ này như thế, nếu mà con mà nó không tin, không tiếp nhận, hoặc là tất cả các Phật tử chúng ta hồi hướng cho bất cứ ai đó mà họ không tin, không tiếp nhận, thì cũng tương tự như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta không thành tựu đối với họ, nhưng chúng ta vẫn là người có công đức vì chúng ta tu tập theo lời Phật dạy, tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, phóng sinh, tu phúc, chúng ta có công đức. Giống như gì? Mình đi làm, chịu khó đi làm thì mình có tiền lương, có tiền thưởng và mình mua được cái đồ vật dụng trong nhà, đóng gạo rồi các thứ vân vân, thổi cơm, sắm các đồ trong nhà mình. Thậm chí mình thổi lên cho cả nhà cùng ăn, cho nó ăn, nhưng mà nó không ăn thì chắc chắn nó sẽ đói. Còn mình gì? Mình vẫn có để ăn. Đó. Tôi nói như vậy chúng ta hiểu được không? Đó. Đấy, cho nên cái trường hợp này bà cụ Phật tử này nên gì? Nên khuyên cái cậu con trai quý tử của mình á, nên đi lễ một khóa, vào cái khóa lễ gì? Như vậy xem. Đặc biệt là những khóa lễ mà dành cho gì? Khóa lễ Quan Âm này là dành cho các bạn, không phải là bạn trẻ thì cũng được, mà bạn chung chung 30, 40 rồi cũng được, thành tâm đi lễ. Và tự nó phải gì? Phải tụng kinh Địa Tạng nữa, nó mới tiêu cái nghiệp tiền duyên của nó ở kiếp trước đi, tiêu cái nghiệp oan khiên, oan gia trái chủ theo nó ở đời trước đi. Một thời gian nó làm được như thế thì mới được. Còn không tự mình chúng ta cứ làm, cứ mò mẫm để làm mà nó không tin ấy, thì khó lắm, khó vô cùng. Đấy, trường hợp này thầy xin trả lời và hướng dẫn thêm cho Phật tử này về khuyên con trai quý tử của mình cũng nên phát khởi cái thiện tâm, cái đức tin. Ở trong kinh Phật nói là Phật Pháp Đại Hải, tín vi năng nhập, trí vi năng độ. Tức là Phật Pháp như biển lớn, có lòng tin mới vào được, có trí tuệ mới được độ thoát. Mới hiểu Phật, mới học Phật, mới tu Phật được đúng như Pháp và mới có cơ hội giải thoát. Cho nên không có niềm tin, không có trí tuệ thì không bao giờ đến được với Phật. Trước tiên là phải có niềm tin đó. Chúng ta có niềm tin, chúng ta nếu không có trí tuệ, chỉ có niềm tin thôi còn có cơ hội được Phật độ. Có trí tuệ mà không có niềm tin thì có thể càng ngày càng xa Phật các quý vị. Nếu có trí tuệ và có niềm tin, cả hai cái đều có, thì chúng ta rất dễ dàng để được Phật độ. Nhiều người ở thế gian họ coi họ là một bậc tri thức. Những người có bằng cấp giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ vân vân, những người có học thức rộng, những nhà nghiên cứu, những nhà khoa học thế này, thế nọ, thế khác, thế kia, vân vân, họ cho họ là người có trí tuệ siêu phàm. Họ tin rằng họ giải quyết được tất cả mọi công việc. Khi nói rằng thì nói đến Phật Pháp, nói đến nhân quả, nói đến luân thường đạo lý, họ bảo rằng họ có hết rồi.
họ biết hết rồi. Thế thì chúng ta không có cách gì để đưa Phật Pháp vào trong tâm của họ. Cũng giống như gì? Cái chiếc cốc nước nó đã đầy, ví dụ nó đầy tràn lên như thế này rồi á, chúng ta có rót nước vào nó có chứa được nước không? Không chứa được nữa. Vậy chúng ta muốn chứa được nước thì bằng có cách là chúng ta phải gì ạ? Có thể là đổ gì? Đổ bớt đi. Hoặc rằng là gì? Uống bớt đi, đúng không? Đầy quá thì uống bớt đi xem nhé. À, uống bớt đi rồi bây giờ có thể gì? Đổ vào đây một tí. Ví dụ cái cốc nước lúc nãy là gì? Đầy cái trí tuệ thế gian của mình. Mình cho rằng bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu vân vân, các nhà văn, nhà thơ, nhà chính trị vân vân đó, trong cái cốc này có đầy những kiến thức ấy. Bây giờ nếu mà đem gì? Kiến thức nhân quả, đem với kiến thức gì? Từ bi hỷ xả, giáo lý từ bi hỷ xả của Đức Phật vào, nó không vào được nữa, thì phải gì? Uống đi một chút. Uống đi một chút đó, nó mới đem được một chút cái gì? Cái đức tin. Chưa đủ. Thì chúng ta phải dẹp đi một chút cái kiến thức của mình, cái bằng cấp của mình, cái học hàm của mình, học vị của mình ở thế gian đó. Thì bỏ đi một chút thì bằng cách gì? Uống đi tí nữa. Đó, thế là còn lại gì? Bây giờ là gì? Thoải mái mà cho gì? Cho vào đây. Đó. Bây giờ chúng ta nói về đức tin, nói về nhân quả và nói về giáo lý duyên khởi, duyên sinh của Phật Pháp cho họ nghe. Họ nghe và họ tin theo, họ làm theo, họ sẽ được gì? An lạc. Đó, đấy. Ở trong nhà Phật, giáo lý của Đức Phật nói gì? Hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để mà được chiêm nghiệm, giải thoát từ ở trong nội tâm do công đức thực hành Pháp của Phật sinh ra. Đó. Chứ không phải hãy đến để mà gì? Để mà thấy, hãy thấy để mà gì? Mà biết, hãy biết để bàn luận, để mà tranh luận, thắng thua, hơn thiệt, có không, vân vân. Tất cả cái đó đều là hí luận. Đến để mà thấy mà tin để mà thực hành. Người nào thực hành Pháp của Phật thì người đó sẽ được an lạc và sẽ được giải thoát trong tương lai không xa. Đó. Cho nên ở đây á, cái trường hợp này thầy khuyên là nên bảo cháu nó phải đi để làm lễ và phải tự nó phải tụng kinh ở nhà. Đừng có nói là bận. Nếu nói là cháu này con còn bận lắm, nó còn đang đi làm, thế thì bó tay thôi, thì cứ đi làm đi. Năm nay 34 rồi, làm đến 35, 36, 37, 38, 39, 40, 60, 70, làm đến 80 thì cũng gì? Cũng hết. Các vị có tin làm đến 80 tuổi thì cũng hết không? Hết. Tôi cứ cho là làm đến 100 tuổi thì cũng gì? Cũng hết. Hai bàn tay trắng ra đi. Đến thế giới này, hai bàn tay trắng từ lòng mẹ sinh ra khóc 3 tiếng, khổ á, chào đời như vậy. Và đến 100 năm sau, trước khi ra đi, mà nếu mà chúng ta không biết tới Phật Pháp, không biết tới nhân quả, không biết đến đạo lý mà tu hành, giải thoát giác ngộ á, thì trước khi nhắm mắt ra đi, cũng mờ mờ mịt mịt. Chẳng biết chúng ta sẽ đi về đâu. Thần thức của chúng ta lúc đó tùy theo nghiệp suốt cả 100 năm gây tạo kia mà đi đầu thai, đi chuyển hóa. Có phúc thì đi lên cõi trời, cõi người, cõi quỷ thần Atula. Kém phúc á, ngu si á, thì vào gì? Cõi súc sinh, làm thân trâu ngựa kéo cày trả nợ, hoặc làm thân gì? Nếu độc ác nữa thì làm thân rắn rết, mãng xà, hổ lang sải báo. Nếu mà do tham lam nữa, ngu si mà còn tham lam nữa, bất hiếu với cha mẹ, ông bà, tổ tiên, không tin nhân quả nữa, thì đi vô trong đường ác thứ hai, đó là con đường ngạ quỷ, đói khát vô cùng, ngặt nghèo. Lúc thì ở trên hư không, lúc thì ở trong hang đá, lúc thì ở ngoài bãi tha ma nghĩa địa, lúc ở dưới gốc cây, đói khát, khóc lóc thảm thương. Nhìn thấy thức ăn đấy, nhìn thấy nước uống đấy, muốn uống không uống được. Nước uống vào liền biến hóa thành gì? Thành lửa thiêu đốt ở cổ họng. Nhìn thấy thức ăn đấy, vừa nuốt vào thì thức ăn hóa thành lửa, cháy gì? Cháy ráp thân thể, đau đớn vô cùng.
khổ đau như thế, kêu gào, khóc lóc, thảm thương, lúc đó thì chẳng có ai có thể cứu được mình nữa. Nếu mà ngu si, keo kiệt, bủn xỉn, lại còn sân hận, bất tín nhân quả nữa, sát sinh, hại vật, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, làm tất cả những cái việc ác, 10 điều ác, thân 3, khẩu 4, ý 3, việc nào cũng gì cũng chẳng từ, sau khi chết đi, cánh cửa địa ngục ngay lập tức mở ra, thần thức của người đó lập tức vào đó, hoặc rằng trong vòng 49 ngày, như Kinh Địa Tạng nói, thần thức trôi lăn lặn hụp ở trên biển nghiệp, hết với 49 ngày, do không có gì, bình thường lúc còn sống, không tin nhân quả, chẳng có ai ở nhà họ tế tự, tức là gì, làm lễ cầu phúc cho, phóng sinh tu phúc, cúng dường tam bảo để hồi hướng cho, hết 49 ngày, thần thức đó liền đọa vào trong gì, các địa ngục A-cha-cha, địa ngục A-ba-ba, địa ngục dao bay, địa ngục rừng kiếm, rồi địa ngục kia cột đồng sôi, địa ngục uống nước đồng sôi, địa ngục ôm cột đồng đỏ, địa ngục kéo lưỡi, địa ngục gì phanh thây, địa ngục xẻ thịt, địa ngục lột da, vân vân, nhấn đến gì, đến A Tỳ địa ngục. Thì khi đó không biết rằng cái sự đau khổ nó đến mức độ nào. Cho nên tôi nói gì, dẫu sống đến gì có 100 năm thì cũng hai bàn tay trắng ra đi, chỉ có nghiệp theo mà thôi. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy là gì? Dẫu cho sống 100 năm mà không hề biết Pháp, không bằng sống 1 ngày. Sống 1 ngày biết Pháp, sống 1 ngày tốt hơn. Đó. Sống 100 năm mà không biết Pháp, không bằng sống 1 ngày. Sống 1 ngày biết Pháp thì 1 ngày đó gì? Tốt hơn. 1 ngày mà biết tới Phật Pháp, biết tới nhân quả, biết tới luân thường đạo lý, và có niềm tin vào gì? Vào Tam Bảo, niềm tin vào lời Phật dạy, tụng kinh, niệm Phật, giữ giới, vân vân, tu tập các việc thiện, dấu cho sống 1 ngày mà chúng ta chết đi, 1 ngày đó giá trị hơn là sống 100 năm không biết Phật Pháp, không biết nhân quả, không sống đúng với luân thường đạo lý. Đó. Cho nên ở đây, quan điểm của nhà Phật của chúng ta là quý ở cái chỗ gì? Biết tới Phật Pháp. Sáng nay có Phật tử nói với tôi rằng, bạch Thầy, con mới biết tới Phật Pháp, con rất là gì? Rất là mừng. Bao nhiêu năm rồi con sống con gì? Con không có tin Phật Pháp, không biết Phật Pháp, không có tin. Thấy mọi người đi chùa con gì? Thậm chí con còn chế giễu họ. Nhưng bây giờ được nghe giảng, được biết cái giáo lý thầm thâm màu nhiệm của Đức Phật, lòng từ bi, công đức của gì, trí tuệ của Đức Phật, chúng con mới gì, mới hiểu ra. Và bây giờ con thấy gì, con muộn mất rồi. Tôi bảo không, chưa muộn đâu, chưa muộn. Dẫu cho sống 1 ngày mà biết tới Phật Pháp còn hơn là sống 100 năm không biết tới Phật Pháp. Cho nên biết tới ngày nào, chúng ta hành trì được ngày nào, thì đó là cái nhân duyên chúng ta gì, vẫn chưa mất đi. Cái duyên lành chúng ta đã gieo trồng từ nhiều đời, nhiều kiếp trước, nay nó mới trổ quả. Thì hãy gì? Hãy chăm sóc cho cái quả ấy, nó đừng bao giờ bị thối, đừng bao giờ bị trụt, đừng bao giờ để cho nó gì? Nó rơi rụng khi mà nó chưa chín ở trên cành, hay là nó chưa gì? Chưa chín để chúng ta có thể hái, để dùng nó. Hãy nâng niu, chất chiêu từng cái cơ hội mà chúng ta đang có. Cơ hội đó là sao? Tức là được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Nay được thân người rồi, được gặp Phật Pháp mà không giữ được, không tin được, không theo được, không duy trì được, mà lại bỏ qua đi một kiếp người khó vô cùng các quý vị. Cho nên ở đây chúng tôi qua đây cũng mong rằng các Phật tử chúng ta phải tinh tiến. Đừng có để cho cái lòng tham lam sân hận và si mê tật đố của mình nó làm lu mờ đi cái niềm tin của chúng ta vào Tam Bảo và Phật Pháp. Được nghe kinh rồi thì cứ thế mà tu, được nghe Pháp rồi thì cứ thế mà gì? Mà học, được gặp kinh rồi cứ thế mà tu. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức Tăng Ni, con xin được hỏi, nhà con có một anh trai là liệt sĩ, và bên nội bên ngoài có rất nhiều liệt sĩ. Năm ngoái Pháp hội chùa, con lên
ghi mình tên anh con. Về tối hôm đó, con nằm mộng có mấy anh bảo: sao mày không ghi tên chúng ta để chúng ta được vào chùa? Vậy từ lần sau trở đi, con ghi các anh, các bác vào chùa có được không hả thầy? Xin Đại Đức chỉ bảo cho con được biết. Vậy con xin chân thành cảm ơn. Có chuyện đó không? Có. Cho nên chúng tôi mới bảo các quý vị á, lên chùa ra pháp hội thì cứ viết một cái sớ, viết lá sớ cho đầy đủ vào. Riêng chùa Khai Nguyên của chúng ta đây á, viết sớ thì không một lá sớ không có quy định là phải bao nhiêu tiền. Một số chùa họ quy định mỗi lá sớ phải 20.000, 50.000 hoặc 100.000. Nhưng chùa Khai Nguyên chúng ta là gì? Ngôi chùa xây dựng lên để hoằng pháp, ngôi chùa xây dựng lên để phục vụ nhân dân, phục vụ chính những tín đồ Phật tử chúng ta. Cho nên tất cả mọi việc ở chùa đều là để phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử. Kể cả những việc nhỏ nhất như là viết lá sớ hay là có cúng tuần 35, 49 vân vân, không có phải bao nhiêu tiền nhà chùa mới cúng. Các quý vị chỉ cần nhất tâm đến nhà chùa sẽ nhận và làm lễ trang nghiêm đầy đủ cho các quý vị. Có điều kiện thì làm lớn, không có điều kiện thì làm nhỏ, mà thậm chí không có nữa nhà chùa vẫn làm cho. Thậm chí là nhà chùa gì trích một cái khoản từ thiện xã hội mà các Phật tử có điều kiện chúng ta bỏ vào hòm công đức đó, trích cái khoản đó ra để làm cho các quý vị. Cứ viết đi, đừng có nghĩ ngại như là ở các chùa một lá sớ phải 20.000 hoặc 50.000, viết cho là 10 cụ 10 lá sớ thì mất gì 20.000 thì mất 400.000, mất 200.000 rồi, 50.000 thì mất 400.000, trong túi chỉ có 100.000. Thế thì không dám viết sớ, đừng nghĩ như vậy. Đến đây các cụ cứ viết vô tư. Viết xong các cụ á, vái ban viết sớ rồi, thế cảm ơn các cụ nhé, cảm ơn các Phật tử, và các cụ đi vào lễ Phật. Còn có điều kiện thì các cụ thành tâm, 5 xu 1 hào, 50, 100 tùy tâm, để nhà chùa không bắt đóng góp, không bắt đóng góp, không phân bổ bất cứ một cái gì, kể cả xây chùa, làm tượng đúc chuông, không bắt ai đóng góp bất cứ một cái gì, kể cả người dân địa phương ở đây. Tùy tâm. Ngôi chùa này xây dựng lên là gì? Cho các Phật tử chúng ta cùng chung tay xây dựng lên, do các Phật tử cùng chung tay xây dựng lên. Cho nên cái mục đích phục vụ là gì? Phục vụ cho tất cả các Phật tử và tất cả những người dân. Chứ không phải là ngôi chùa của tôi, không phải là ngôi chùa của mình dân xã Sơn Đông này. Mặc dù ngôi chùa này nằm trên địa bàn Sơn Đông, người và địa bàn Sơn Đông được hưởng nhiều nhất, nhưng mà thì ngôi chùa là ngôi chùa chung cho tất cả Phật tử thập phương chúng ta. Ai đến cũng có thể tự do lễ bái và hành đạo, nhưng mà tất nhiên phải theo cái quy định của nhà chùa. Ví dụ như muốn đến ngủ qua đêm thì phải gì theo hướng dẫn của công an xã, của chính quyền địa phương là phải đăng ký tạm trú tạm vắng, cho nên là phải mang cái chứng minh thư đi và phải nộp cho gì bên phòng thông tin để họ làm cái tạm trú tạm vắng cho chúng ta đúng với quy định pháp luật nhà nước hướng dẫn, chúng ta không được làm trái, thế thôi. Chứ còn và ở đây thì phải gì theo cái nội quy của nhà chùa, không được cãi nhau, không được chửi nhau, không được gây rối trật tự ở trong chùa. Nếu mà gây rối cãi nhau chửi nhau thầy cũng mời ra khỏi chùa. À, vì ngôi chùa là nơi trang nghiêm thanh tịnh để tu tập để hành đạo, chứ không phải là nơi gì, không phải là cái chợ để cho chúng ta gì muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đó, đây cũng nói thêm như vậy. Cho nên cái trường hợp này á thì cũng nên viết. Và câu chuyện này không chỉ dừng lại ở đó đâu, nó ở trên chùa Tản Viên năm 2012 có một cái trường hợp nhà ở ngoài ở thôn Canh Kina của xã bên trên xã Minh Quang, gọi là xã Khánh Thượng. Cái trường hợp phá thai, có trường hợp phá thai. Vì phá thai khi nó gì còn mới có đâu 3-4 tháng tuổi trong mẹ, trong bào thai mẹ, cho nên chưa đặt tên, cho nên không biết sớ cho nó. Đi pháp hội như vậy chỉ viết tên các gia tiên và tên các vong mà đã đặt tên thôi. Và bắt đầu khi lễ xong một cái, xong pháp hội ngày thứ 3 một cái, thì tự nhiên là được một cái, thì vừa xong một cái thì tự nhiên là mọi người bắt đầu ra về. Đi xuống được lưng chừng núi thì tự nhiên cô ấy bị cái vong nó nhập vào. Và cứ đùng đùng nó chạy ngược lên và nó hành cho nó lao hết chỗ này chỗ nọ. Và cuối cùng lên thì hỏi, các sư hỏi làm đến 11 giờ đêm nó vẫn chưa tha cho. Lễ thế nào thì lễ trì chú hay làm cái gì, bất cứ cái gì nó không tha. Nó bảo bị vong thai nhi nó biết cái gì đâu. Thai nhi là phải nịnh nó. Chứ là trì chú là bắt nó là càng khóc, nó càng dãy giụa, nó càng khiến cho đau đớn hơn. Thế tôi cứ nghe ầm ầm ở trên nhà pháp hội, đến 11 giờ thì có người mới nói là thầy ơi thầy lên thì giúp. Thế tôi lên tôi hỏi. Hỏi thì bắt đầu nó mới đứng dậy nó lễ, nó bảo rằng á, bạch thầy, con rất kính trọng thầy. Nhờ có thầy mà con được biết tới Phật pháp, được đến đây.
Nhưng mà con ghét là cái mẹ của con này. Nó chỉ vào, con ghét cái mẹ của con này. Mẹ con á, mấy năm trước đã gì đã giết con rồi. Con còn không báo thù thì thôi. Nhưng nay mẹ con còn ghét con đến nỗi là đi lễ thầy ạ. Viết tất cả sớ tên tuổi cho ông bà, cho các anh, các chị con, cho những người đã khuất trong gia đình. Mà mẹ con này, mẹ con khinh con, mẹ con ghét con, mẹ con còn không viết sớ cho con, không viết tên của con. Cho nên á, con gì, con phải, lần này con phải dạy cho mẹ con một bài học. Nó bảo thế. Nó phải dạy cho một bài học để cho lần sau cho nhớ. Thế xong rồi mình cứ lừa, mình nịnh, mình lừa mãi. Thế mình bảo thôi được rồi, thế thì mẹ con cho không biết. Do không biết cho nên cho con hoan hỉ đi. Thế con đi ra đi rồi đi về. Và ở chùa đấy để tu tập với các thầy. Đã khuyên mãi nhưng nó giận nó chưa ra đâu. Nó giận nó chưa ra, mình khuyên nhẹ không ra. Thế là tôi phải ra tôi thỉnh chuông. Tôi bảo vậy có ra hay không, tôi thỉnh chuông, tôi kêu hộ pháp đây. Thế vào thỉnh chuông một cái thì bắt đầu nó mới sợ, nó mới chạy ra. Đó, các quý vị thấy có không? Có. Có rất nhiều những trường hợp như thế, nhưng thời gian không có, không kể được. Nhưng mà câu hỏi vẫn còn mấy câu này. Tôi trả lời vắn tắt thôi nhé. Một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch Thầy, con là Nguyễn Thị Vân ở Đắk Lắk. Gia đình con có một người con trai năm nay 22 tuổi. Cháu bị bệnh nặng, nằm liệt giường đã 13 năm nay. Chân tay bị rút co quắp, chỉ nằm im không lật được người. Đêm, cháu thường bị co giật, la hét suốt đêm, vô cùng đau đớn. Như trong kinh Địa Tạng nói, cầu chết không được, cầu sống cũng không xong. Chồng con thì phải đi làm thuê ở xa nhà. Bản thân con thì bị bệnh viêm đa khớp, bàn chân phải ngồi một chỗ gần một năm nay. Mà nhà con chỉ có hai mẹ con chăm nhau, vì quá kiệt sức, con đã định tự tử, chết mấy lần. Xong tình cờ con được biết đến Phật Pháp, con biết là tự tử bị đọa địa ngục, nên con đã từ bỏ ý định đó. Và hai mẹ con cứ sống vật vờ cho qua ngày hôm nay. Con cầu xin Thầy cứu giúp gia đình con, Thầy chỉ dạy cho con phải làm thế nào để cho con trai con. Để cho con trai con bớt co giật và bớt đau đớn ạ. Con muốn xin một ít nước lọc cúng Phật để mang về cho con trai con uống có được không ạ? Ngày 25 này Thầy có thể cho con gặp trực tiếp Thầy được không ạ? Con chỉ xin Thầy 10 phút thôi ạ. Trường hợp này có thể cho thêm 5 phút nữa. Đây gửi cả ảnh của con trai. Bệnh rất là nặng. Cái này thì cũng phải xin chia sẻ với Phật tử Vân ở Đắk Lắk như thế này. Tất cả những sự an vui hay thống khổ của kiếp người đều do nhân quả ba đời, do nghiệp duyên của chúng ta gieo tạo ở đời trước kiếp trước mà thành vậy. Không phải rằng là đời này mình không muốn khổ là nó hết khổ đâu. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng Đức Phật sở dĩ Ngài gọi thế giới của chúng ta là cõi gì? Cõi Sa Bà. Vì sao Ngài gọi là cõi Sa Bà? Chứ Sa Bà là tiếng Phạm. Dịch á, sang tiếng Trung Hoa có nghĩa là gì? Kham nhẫn. Hiểu theo tiếng Việt Nam chúng ta là gì? Kham có nghĩa là kham khổ. Nhẫn có nghĩa là nhẫn nại, là chịu đựng. Chúng ta phải kham khổ, nhẫn nại, chịu đựng. Vì vậy mà Đức Phật khi mới thành Phật, buổi thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật, Ngài tuyên thuyết cho gì? 5 anh em Âu Kiều Trần Như, Ngài nói về gì? 4 chân lý. 4 chân lý đó là gì? Là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Vì sao Ngài không nói diệt đế và đạo đế trước? Mà Ngài nói gì? Nói về khổ đế trước.
Bài pháp thoại đầu tiên Ngài độ cho Nam Mô ông Kiều Trần Như để thành lập lên ngôi Tăng Bảo, khiến cho thế gian có đầy đủ ba ngôi báu, đó là Phật, Pháp và Tăng. Bài pháp đầu tiên Ngài nói đó là Tứ Diệu Đế khổ tập diệt đạo, các quý vị. Nói về khổ, Đức Phật nói rằng thế gian này có vô lượng, vô biên những nỗi khổ. Nói thâu lại, gọn lại thành gì? Thành pháp số. Đức Phật nói gì? Có tám nỗi khổ. Tám nỗi khổ đó là gì? Là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết khổ. Cầu mong không được, vừa lòng tọa ý là khổ. Yêu thương mà phải chia lìa là khổ. Oán ghét mà phải chung sống sum họp với nhau là khổ. Và năm ấm không hòa hợp, sinh ra các gì? Các bệnh là khổ. Đó là tám nỗi khổ thay nhau, hoặc là tuần tự, hoặc là gì? Đắp đổi, hoặc là lộn tùng phèo để nấu nung gì? Chúng sinh ở thế giới xa bà kham nhẫn này. Sinh là khổ chúng ta biết rồi, già khổ. Có các cụ ở đây rất nhiều, các cụ, các Phật tử lớn tuổi, khổ về tuổi già. Làm sao đấy? Trước đây còn trẻ, chúng ta muốn đi đâu thì đi. Nay muốn đi, tâm ý muốn đi, nhưng cái chân nó có nghe lời không? Cái mắt nó có nghe lời không? Không, cái lưng nó cũng chẳng nghe lời nữa. Mà đặc biệt là cái chân. Trước đây còn trẻ dùng hai chân, có thể gì? Chạy bộ, đi hàng mấy chục cây số, gánh trên vai rồi hàng mấy chục cân, vẫn đi băng băng. Bây giờ tuổi già nó đến, trong Quy Sơn Cảnh Sách nói là gì? Tới khi già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Chúng ta thấy không? Già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước thì gập ghềnh, tinh thần thì mờ mịt, nhớ nhớ quên quên. Cái khổ của tuổi già là như vậy, vì nhớ nhớ quên quên cho nên gặp vào đứa con đứa cháu bất hiếu nào, nó có thương chúng ta không? Không. Chúng ta bây giờ không đem lại lợi ích nữa, không đem lại gì tiền tài của cải cho con cho cháu nữa, cho nên gặp cái đứa con đứa cháu bất hiếu nó chỉ mong cho chúng ta gì? Chết sớm thôi. Có không? Có. Thực sự là có. Trong cuộc sống này không có cái gì là nó không thể xảy ra với gì? Với tất cả chúng ta. Cho nên á, cái khổ của tuổi già, cô đơn. Cô đơn không? Đặc biệt ở thành phố các quý vị. Ở thành phố, tuổi già cô đơn hơn ở nông thôn. Vì sao? Vì ở nông thôn còn gì? Tình làng, nghĩa xóm, anh em, bạn bè. Nếu ở nhà nó đi vắng hết, ta có thể gì? Sang nhà bà hàng xóm hoặc nhà ông hàng xóm để ngồi uống chén nước, tâm sự với nhau 5, 3, 10, 15, 30 phút tiếng đồng hồ, rồi về gì? Về cũng không sao. Nhưng ở thành phố, đi sao được? Nhà nào biết nhà đấy, nhà nào cũng cổng kín cao tường, đi ra gì? Đi vào đóng ra khép. Cho nên á, chúng ta có muốn sang nhà ông hàng xóm cũng khó. Muốn đi gì? Đi ngồi để chút bầu tâm sự với người bạn hiền của chúng ta bấy lâu gì? Cũng chẳng phải dễ. Cho nên thậm chí gì? Cái phòng ở dưới gặp và đứa con, đứa cháu hiếu thảo thì nó dành cho ông bà. Ông già, bà già đi lại cho nó dễ, không phải leo thang. Nhưng mà gặp phải đứa con, đứa cháu gì? Nó bất hiếu. Nó gì? Nó sợ làm bẩn nhà, bẩn cửa nó. Sợ làm vướng bận đến gì cuộc sống gì vợ chồng con cái gia đình nó, tầng 5, tầng 7 gì nó toát ông bà lên chít ở tên đấy, ở trên đấy gần như đóng cửa cấm cung ở trên đấy. Có không? Có. Nhiều Phật tử ở thành phố đến đây khóc, mà thậm chí là con cái còn lừa cha mẹ làm giấy ủy quyền, có cái sổ đỏ nhà cửa ủy quyền cho nó rồi. Và khi nó cầm được cái giấy rồi, bắt đầu gì? Nó bạc đãi cha mẹ, bạc đãi ông bà.
có mấy cụ Phật tử chạy lên đây xin ở đấy, xin tu đấy. Vì cái tội gì? Vì cái tội là gì? Cái tội là trao hết tiền tài của cải tài sản cho con, cho cháu mình rồi. Cho nên bây giờ nó cầm trong tay rồi và nó gì? Nó bạc đãi. Thậm chí là 3-4 đứa con gì? Lừa bố mẹ. Đó, 3-4 đứa con lừa bố mẹ. Bao nhiêu đất cát nhà cửa trước đây chia cho chúng nó hết rồi, còn một cái nhà để lại cho gì? Cho hai vợ chồng ở. Nó lừa nốt. Nó lừa, nó bảo nó làm ăn rồi, nó vay ngân hàng, nó làm ăn. Bây giờ nếu mà đến hạn rồi mà không có để cắm vào thì nó phát mãi, nó lấy mất nhà thì các con và các cháu của ông bà gì? Không có chỗ để ở. Thế là thương con là gì? Làm cái giấy ủy quyền cho nó để đem để cắm ngân hàng để vay. Một thời gian mãi chả thấy nó mang trả, hỏi nó thì nó bảo gì? Mất hết rồi. Nhưng có mất đâu các quý vị. Nhà nó vẫn 2-3 cái ô tô, mỗi người cái xe máy SH thì hơn 100 triệu, mấy cái ô tô nó đi nó làm ăn, nó có hết đâu. Cuối cùng khiến cho gì? Ông bà khổ cực, bố mẹ khổ cực đấy. Tuổi già mà không làm được nữa thì nó là đứa con bất hiếu, đứa cháu nghịch cảnh ấy, nó tìm mọi cách để nó làm chúng ta đau khổ thêm. Cho nên già là khổ về thân bệnh rồi, nhiều Phật tử chúng ta còn khổ cả về gì? Tâm bệnh nữa. Cái đó là tâm bệnh ấy. Nó sinh ra cho chúng ta gì? Những nỗi khổ về nhân luân, nhân thường, luân thường, đạo lý ở thế gian đến với chúng ta gì? Bất như ý cho nên khổ. Còn bệnh nữa thì còn khổ nữa. Ví dụ đây, trường hợp Phật tử gì? Ở Đắk Lắk, Phật tử Vân ở Đắk Lắk nói này, có con bệnh bao nhiêu năm? Nằm liệt giường, liệt chiếu như Kinh Địa Tạng nói này, cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong. Chồng thì đi làm xa, vợ ở nhà thì cũng bệnh tật, đâu có khỏe khoắn gì đâu. Cho nên có những lúc gì? Muốn hai mẹ con để tự vẫn, để kiết liễu đời sống cho xong. Nhưng mà may mắn nghe được gì? Kinh Địa Tạng. Ở trong kia, Phật tử nghe giảng Kinh Địa Tạng. Sư thầy nghe sư cô Anh Nghiêm nói cái chuyện này thì hôm kia em kìa rồi. Và hai mẹ con từ khi nghe giảng Kinh Địa Tạng và tụng Kinh Địa Tạng thì thấy nó cũng gì? Thay đổi đi khá nhiều và yêu cuộc sống hơn một chút. Và hình như là nghe cô Anh Nghiêm nói là nhà đâu có được mấy chục triệu muốn sửa cái nhà. Nhưng bây giờ thì đang phân vân, không biết là ở nhà để sửa nhà hay là ra tận đây để gì? Để tận mặt gì? Nhìn thấy thầy và được nhìn thấy chư tăng, nhìn thấy đại chúng để tận tự thân mình được tu tập giáo hội, tu tập pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm lần này. Phân vân, nếu đi thì mất tiền tàu, tiền xe, về không có tiền để sửa nhà nữa. Mà ở nhà sửa nhà thì không được gì, không được ra tham dự pháp hội nữa. Đang phân vân, gọi điện cho sư cô Anh Nghiêm hôm trước thì phải. Thầy nghe cô Anh Nghiêm nói câu chuyện này và nay đọc cái lá thư, cái câu hỏi này thì thầy chắc chắn cái trường hợp đấy. Và hôm nay chắc là Phật tử có ở đây rồi cho nên mới nói là xin 10 phút vào ngày cuối. Thôi thầy mới thêm hẳn 5 phút cho là gì? 15 phút luôn ở chỗ đấy. Thôi cái trường hợp này thì cứ vào buổi trưa ngày thứ ba thì gặp thầy để hỏi trực tiếp xem như thế nào. Cái này là cũng do cái nghiệp đấy. Không phải một mình Phật tử này khổ như vậy đâu. Còn rất nhiều ở người ở thế gian khổ, thậm chí còn khổ hơn thế này. Nhưng mà gì? Họ chưa biết đến Phật Pháp. Những Phật tử này khổ nhưng may biết đến Phật Pháp. Cho nên nếu không dính vào cái vấn đề tự vẫn nữa thì Đức Phật nói ở trong kinh gì? Người tự đoạn mạng sống của mình đồng với người gì? Người giết người khác. Cho nên tất cả những người tự đoạn mạng sống của mình đều bị đọa trong gì? Các đường khổ đau. Đó là địa ngục và ngạ quỷ cả. Cho nên các Phật tử chúng ta có ai khổ đến đâu đi chăng nữa cũng đừng có nghĩ đến tự đoạn mạng sống của mình. Mà càng khổ chúng ta càng phải gì? Càng phải tu cho tốt hơn. Càng khổ thì càng phải gì? Muốn dứt khổ thì phải tu điều thiện. Ai có những cái nỗi khổ đó cứ đến bán cho Phật. Bán cho Phật bằng cách nào? Tin Phật, lễ Phật và niệm Phật. Cứ như vậy và cầu nguyện là gì? Đời sau, kiếp sau, con nguyện gì? Được sinh về Tây Phương hoặc sinh về bất cứ một thế giới nào đều có Phật.
thế giới nào không có Phật, con gì? Con sẽ không sinh về. Đó, đem cái công đức niệm Phật, lễ Phật, tụng kinh đó mà gì? Mà hồi hướng như vậy, tôi tin rằng Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Giống như quốc sư Ngọc Lâm, đời trước kiếp trước ngài gì? Rất xấu. Cho nên á, bị chư tăng và đại chúng là chửi bới và có những cái lời xúc phạm, ngài không thể chịu được. Vốn là bị tăng đấy, nhưng mà chữ rất đẹp, nhưng mà người rất xấu. Cho nên cô gì, một cô tiểu thư quan quan tể tướng đến đến chùa lễ Phật, thấy cái chữ thờ ở trên chùa thì rất thích, và cô ấy nghĩ rằng gì, chữ đẹp thế này chắc chắn người phải đẹp lắm. Và cô về cô tương tư gì, tương tư cái chữ thờ ở trên gì, câu đối vào hành phi thờ trên chùa đó các quý vị. Rồi cô ấy lân mẫn với nhà chùa gần gũi lâu ngày, cô mới xin gì, xin thầy chi khách là hỏi là gì, cái chữ này là do ai viết. Thầy chi khách nói là gì, do một vị tăng ở trong chùa viết. Ôi cô này gì, lúc đầu nghe nói là vị tăng trong chùa viết, cho nên cô ấy hơi thất vọng. Nhưng mà do gì, cái nhân duyên, cái mối lương duyên nhiều đời nhiều kiếp, cho nên khiến cô về tăng cô cũng tương tư luôn. Sư cô cũng tương tư, thế mới đau chứ lại. Ôi giời, vỗ tay cái này là nguy hiểm á. Vỗ tay cái này nguy hiểm. Bảo là một mai có ai đến tương tư ông chủ trì khai nguyên thì chết tôi. Cái này không vỗ tay, cái này không nên vỗ tay. Tôi đang nói cô ta có tương tư rất nhiều. Một hôm cô ta không chịu được nữa và xin gặp thầy trụ trì. Thầy trụ trì đồng ý gì? Tiếp và tiếp thầy trụ trì. Thầy xin gì? Cô ta nói với thầy trụ trì, bạch thầy, con muốn gì? Con muốn xin một chữ của cái thầy gì? Cái thầy mà viết cái chữ câu đối hoành phi ở trên chùa để con về gì? Con treo ở trong phòng. Con thích xin một chữ tâm. Xin một chữ tâm. Cho nên thầy trụ trì nghĩ là thật, cho nên gì? Bố trí cho cô gặp. Gặp khi nhìn thấy gì? Cái thầy kia ra bưng chén nước ra thị giả cho sư phụ, các vị biết không? Người thì lùn thấp thấp, mà cái biếu ở trên lưng thì thật là to, mặt thì bị sẹo gì, bị nám, bị sẹo thật là ghê. Thấy một vị sư tử ở trong gì, hậu liêu đi ra bưng cái khay nước lên đặt lên bàn, sư phụ cô ta là gì, đã sợ rồi. Xong rồi qua gì, nói chuyện thì sư phụ nhận chén nước xong bảo là con nán lại đi một chút, và đệ tử nán lại ngước mặt lên, cô ta nhìn thấy một cái là cô ta gì, muốn ngất xỉu rồi. Và khi thì nghe ông thầy trụ trì giới thiệu là đây chính là gì? Là người vị tăng viết chữ kia, cô ta thì xỉu luôn. Đấy, cô ta xỉu luôn. Do cô ta xỉu, cho nên cô ta gì? Từ đó tới giờ, từ đó về sau cô ta không đến chùa nữa. Cho nên nhà chùa mất đi một gì? Một đại tín chủ. Chuyên là hay mang gạo, mang muối, mang thức ăn đến chùa để cúng dường hàng thì hàng tháng, đôi lần. Có tháng cô ấy mê cô ấy lên đến 3-4 lần. Chỉ muốn nhìn thấy cái gì, vị tăng có cái chữ, nét chữ đẹp có hồn kia thôi. Nhưng mà khi gặp một cái thì cô ta gì, thất vọng, vì chữ thì đẹp sao người thì lại xấu thế. Cho nên cô ta về, cô ta mắc bệnh, và cô ta thất vọng mà, mắc bệnh và cô ta gì, không bao lâu thì cô ta gì, cô ta chết. Các sư trong chùa ai cũng chửi cái ông sư ấy, và ông sư ấy do gì? Nó không thể chịu được cái sự nhục, cái sự nhẫn nại ấy. Cho nên gì? Đã đi sang đằng sau và định treo cổ tự tử. Thì may là cái cụ hòa thượng trụ trì đấy, cụ là người gì? Có thần thông, cụ biết được. Cái khi ông ta gì? Cái vị sư đang chuẩn bị treo dây lên rồi buộc vào cổ, đang chuẩn bị lật cái ghế rồi, thì vị hòa thượng từ đâu bước ra mà bảo con đang làm cái gì đấy? Thế bảo là vị này xuống khóc thì bạch thầy, con không muốn sống nữa. Tại do con mà gì? Cô tiểu thư kia gì? Chết. Chư tăng ở trong chùa thì ai cũng trách mắng con, bảo lấy là lỗi của con, cho nên thì con chỉ có bằng cách gì, chuộc lỗi là con chết thôi. Hòa thượng bảo rằng á, nếu con chết mà chuộc được lỗi thì ta không cản. Như trong kinh Đức Phật nói, từ đoạn mạng sống của mình thì tội đó đồng với gì? Đồng với tội sát sinh, tội đại sát sinh. Cho nên á, con phải suy nghĩ cho kỹ, sau khi con từ đoạn sống của mình, đoạn mạng sống của mình, cũng là lúc thì thần thức của con đọa vào trong A Tỳ địa ngục đấy. Các ông đệ tử liền là gạt nước mắt, bỏ dây xuống và quỳ dưới chân sư phụ mà xin sư phụ là chỉ dạy cho. Sư phụ bảo bây giờ con phải gì? Lấy công để chuộc tội.
nhất tâm để con muốn gì? Muốn thoát khỏi cái tấm thân gì? Xấu xí, bệnh tật, yếu đau của con thì con phải gì ạ? Chăm tụng kinh dược sư. Và vị này gì? Nhất tâm tụng kinh dược sư, mấy năm sau thì vị này gì? Cũng xả bỏ báo thân và đi. Sau khi đi sinh lại, kiếp sau thì vị này làm gì? Chính là Ngọc Lâm Quốc Sư đó. Đẹp trai vô cùng. Có thể nói là gì? Đẹp như tôn giả A Nan luôn. Trăm người thấy, trăm người mê, vạn người thấy, vạn người gì? Vạn người thích. Đó. Không chỉ đẹp trai, phong độ, không chỉ đường đường tăng tướng, mà còn gì? Văn hay, chữ tốt. Chữ của Ngài gì? Vẫn đẹp như gì? Kiếp trước vậy. Ai nhân duyên thế nào kiếp sau? Cô kia cô lại sinh ra là quan tể tướng tiếp. Nó lại mê cụ ấy tiếp. Ai... Các vị xem cái bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư mà xem. Đó. Nhưng mà cuối cùng gì? Ngọc Lâm đều hóa cảm hóa được và cả hai người đều xuất ra. Cô ấy cũng xuất ra, Ngọc Lâm cũng xuất ra. Lúc cao điểm là gì? Ngọc Lâm gì? Phải bỏ đạo vì ông tể tướng, ông ép là gì? Nếu mà không về để con gái ông chết á, thì ông gì? Ông đốt chùa, ông giết tăng, cho nên bắt buộc là gì? Phải về để cưới cô ấy, nhưng cưới cô ấy trong đêm tân hôn. Cụ ấy gì? Bảo đi nhiễu ba tuần hương. Các vị lên trên nhà tổ xem cái nén hương như ngón tay cái này, dài đến nửa mét. Đốt một tuần hương như thế, xin thưa các quý vị, có thể cháy cả đêm. Mà cụ bảo đi nhiễu ba tuần hương như thế thì còn cái gì nữa? Là đêm tân hôn đúng không? Cho nên nhiễu thì đến gần sáng thì cô ta mệt lửa đửa ra rồi mà xoan phấn để trang điểm buổi chưa đón dâu á. Bây giờ này mồ hôi nó ra, nó vã ra, nó nóng, nó vã rồi, nhìn mặt mũi nhoe nhoét ra, cô ấy xoay gương không nhận ra mình nữa. Cho nên Ngọc Lâm lúc đó mới tận dụng thuyết về gì? Về già. Bây giờ nàng chưa già mà nàng đã như thế rồi, mới chỉ có gì? Mấy đi kinh hành có mấy tiếng đồng hồ, có ba tuần hương mà nàng đã như thế rồi. Còn sau này nàng mà già thì da nhăn, tóc bạc, da nhăn, lưng gù, sườn vẹo, gân chuyển, xương đau, bước bước gặp gành, tinh thần mờ mịt nữa thì sao đây? Ta cũng vậy, nàng còn yêu ta nữa không? Cho nên thấy cô ấy gì? Chứng lại rồi một cái gì? Ngọc Lâm Quốc Sư lúc đó chưa là quốc sư đâu. Ngọc Lâm Sư Phụ lúc đó liền là đem thuyết về khổ không vô thường vô ngã cho bạn ấy nghe, và thuyết về sinh già bệnh chết khổ tập diệt đạo cho bạn ấy nghe, và bạn ấy hiểu liền là gì? Gạt nước mắt để cho chồng xuất gia tiếp ngay trong cái rạng sáng đêm hôm đó. Và sau này cô ấy cũng xuất gia và trở thành gì? Vì Ngọc Lâm đó, sư phụ đó thì sau này trở thành Ngọc Lâm Quốc Sư nổi tiếng ở triều đại nhà Thanh, thời vua Càn Long bên Trung Quốc. Và cô ấy sau này cũng trở thành một vị sư ni nổi tiếng. Hai người cùng thì có thể được coi là gì? Bậc cao tăng đắc đạo của Phật giáo Trung Quốc thời nhà Thanh lúc bấy giờ. Cho nên á, câu này vỗ tay có thể được. Đoạn này thì vỗ tay được. Đó, cho nên nói là gì? Sinh già bệnh chết, những cái nỗi khổ như là Phật tử ở tận Đắk Lắk này, bây giờ mới là bệnh thôi, còn lúc chết nữa, tu làm sao cho đến lúc chết nó hết khổ. Thôi bây giờ về cái nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng đi, dần dần Phật tử sẽ thấy bớt khổ. Mà có thể gì? Nương vào cái thần lực của Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật gia trì cho. Nếu mà bệnh của con trai mình mà hết, xin Phật Bồ Tát gì đón con nó đi sớm, để cho con nó sớm được tái sinh vào một kiếp người, hoặc là kiếp trời ở đời sau gì nó được toàn vẹn thân thể, được tự chủ trong cuộc sống tốt hơn. Nếu mà bệnh mà còn thì gặp thầy gặp thuốc để cho cháu nó ít nhất cũng đi lại ở trong nhà được, sinh hoạt ở trong nhà được, vì nhiều chuyện đặc biệt lắm. Hôm qua nghe sư cô anh Nghiêm khoe là có một trường hợp xuống đăng ký là gì? Có đứa con hay đứa cháu gì đó bị cái bệnh gì? U não, bại não. Khi mà đi bệnh viện các nơi không khỏi, khi mà về thì nghe thấy thầy giảng kinh Địa Tạng, bắt đầu thì nghe và về cũng xuống thỉnh kinh Địa Tạng và đọc tụng được một thời gian, thì bây giờ cháu nó đã khỏi rồi. Hình như là ngày mai đăng ký chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu thì phải. Đó. Tối qua mới nghe sư cô anh Nghiêm lên phô như vậy. Khổ lắm, tôi cái gì cũng phải nghe. Tốt cũng nghe, xấu cũng nghe. Ai bảo làm trụ trì thì phải nghe gì? Nghe hết là như thế.
Thôi cái trường hợp này thì Thầy tiếp vào hôm ngày mai, cho nên là để có gì thì nói cụ thể hơn sau. A-di-đà Phật, kính bạch Thầy, chồng con là liệt sĩ nhưng chưa tìm thấy mộ. Con đã đăng ký nhập tháp cho chồng của con rồi ạ. Bạch Thầy, vì chưa tìm thấy mộ thì bây giờ khi đặt vào tháp thì con nên đặt ảnh hay đặt... Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.